trước hết thì cho an hỏi các anh chị một tình huống như thế này để chúng ta bắt đầu đã khi nào mà các anh chị có tiền cũng không thèm mua một món hàng nào đó chưa ạ nào mình đã rơi vào cái tình huống mà đã khi nào trong túi mình rất nhiều tiền mình vào một cái shop nào đó mình vào một cái cửa hàng nào đó nhưng mà mình quay ra mình không thèm mua một cái gì hết có chưa các anh chị có rồi đúng không vậy thì tại sao tại sao trong túi có rất nhiều tiền mà không thèm mua gì các anh chị À như vậy rõ ràng mặc dù có tiền mà không thèm mua, có nghĩa là không cần mua, đúng không nào? Không có nhu cầu. Vậy thì cho anh hỏi một cái tình huống tiếp theo. Ngược lại là đã khi nào các anh chị vay tiền một người nào đó để mình mua một cái món hàng mình thích chưa? Nào, đã khi nào mình vay tiền? Ví dụ là mình đi vào một cái cửa hàng cửa hiệu nào đó cùng với người bạn của mình, mình nhìn thấy một món đồ mình thích nhưng mà mình thấy mình thiếu tiền, mình bảo này, cho tao vay ít tiền, tao mua mai tao trả có chưa ạ à, có rồi như vậy chúng ta thấy chưa thừa tiền không thèm mua vì không cần không có nhu cầu mà thiếu tiền vay để mua vì cần vì có nhu cầu cho nên thưa các anh chị từ câu chuyện đó thì cho an hỏi các anh chị một câu trong nghề tư vấn nói chung và trong tư vấn bảo hiểm nhân thọ nói riêng thì kỹ năng nào là quan trọng nhất nào kỹ năng nào quan trọng nhất trong tư vấn chúng ta có rất nhiều các kỹ năng khác nhau à, kỹ năng trình bày kỹ năng giao tiếp, kỹ năng uh, hóa giải từ chối, kỹ năng chốt hợp đồng, uh, kỹ năng nâng cao độ lớn, kỹ năng tạo dựng nhu cầu, ở uh, rất nhiều các kỹ năng khác nhau. Vậy thì các anh chị thấy kỹ năng nào là quan trọng nhất ạ? À, như vậy bây giờ các anh chị uh, đang lựa chọn một cái kỹ năng nào mà mình cảm thấy thiếu nhất, một kỹ năng nào mình cảm thấy yếu nhất, mà một kỹ năng nào mà mình đang thấy mình cần phải có nhất để mình trả lời. Có người thì sẽ cho rằng kỹ năng uh, xử lý lời từ chối là quan trọng có người cho rằng kỹ năng đóng hợp đồng là quan trọng có người cho rằng kỹ năng trình bày làm sao nó phải hay nó phải hấp dẫn được khách hàng là quan trọng nhưng thưa các anh chị kỹ năng quan trọng nhất rất nhiều các anh chị đã bắt đầu trả lời đó chính là tạo dựng nhu cầu rất nhiều rất nhiều các anh chị đã trả lời là tạo dựng nhu cầu đúng như vậy trước đây chúng ta đã có một cái sai lầm rất dài một cái sai lầm rất hệ thống một cái sai lầm hầu như là trong toàn ngành tư vấn là chúng ta chỉ tập trung vào hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện cho nhân viên bán hàng, cho nhân viên tư vấn cái cách để mà trình bày sản phẩm, cái cách để mà hóa giải, xử lý những lời từ chối, cái cách để mà nhanh nhanh chóng chóng chốt được hợp đồng. Nhưng chúng ta quên mất một kỹ năng quan trọng hơn tất cả, đó chính là kỹ năng tạo dựng nhu cầu, thưa các anh chị và các bạn. Vậy thì tại sao kỹ năng tạo dựng nhu cầu lại là kỹ năng quan trọng nhất trong ngành tư vấn nói chung? Tư vấn bất cứ cái gì cũng như vậy, từ tư vấn máy lọc nước này, tư vấn thực phẩm này, tư vấn dược phẩm này, đến tư vấn tai nghe cho người điếc này, đến tư vấn các mặt hàng dịch vụ khác. Đó, kể cả tư vấn bất động sản này, tư vấn các cái dịch vụ tài chính của ngân hàng này, hay tư vấn chứng khoán này, vân vân, tư vấn đầu tư và tư vấn bảo hiểm nhân thọ thì tại sao kỹ năng tạo dựng nhu cầu lại là quan trọng nhất thưa các anh chị và các bạn? Rất đơn giản như thế này, anh không muốn chúng ta mất nhiều thời gian anh muốn chúng ta cùng nhìn và cùng đồng ý luôn những cái điều mà anh chia sẻ sau đây. Thứ nhất, ấy chúng ta biết rằng lời từ chối nó thường xuyên xảy ra. Lời từ chối xảy ra rất nhiều. À, chúng ta gặp khách hàng thì hầu hết là khách hàng từ chối. Chúng ta gặp 10 khách hàng để chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ. Lúc đầu cả 10 khách hàng từ chối hết. À, vậy thì từ chối nó là triệu chứng thôi các anh chị ạ. Từ chối nó là triệu chứng. Giống như chúng ta hát hơi, sổ mũi. Nó là triệu chứng của một cái căn bệnh nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. À, vậy từ chối nó là triệu chứng còn nhu cầu thì mới là căn nguyên nhu cầu mới là căn nguyên do khách hàng không có nhu cầu cho nên khách hàng từ chối cũng giống như các anh chị thấy thôi có tiền nhưng mà không có nhu cầu từ chối không thèm mua nhưng mà thiếu tiền có nhu cầu vay tiền để mua cho nên từ chối là triệu chứng nhu cầu mới là căn nguyên đó là điều thứ nhất điều thứ hai thưa các anh chị là nếu như nhu cầu tăng thì chắc chắn là từ chối giảm nhu cầu mà tăng từ chối sẽ giảm các anh chị đã từng gặp có khách hàng nào là chủ động đề nghị là các anh chị tư vấn bảo hiểm cho họ chưa có chưa có đúng không nhưng rất ít thì rõ ràng những người đó là những người người ta có nhu cầu tham gia bảo hiểm rất cao rất cần thiết rất là khẩn thiết cho nên là người ta người ta sẽ đề nghị luôn mình tư vấn cho họ để người ta ký luôn người ta tham gia luôn thí dụ bây giờ các anh chị mà vào bệnh viện chẳng hạn hay các anh chị vào những cái nơi mà đang tức là điều trị cho những người về vấn đề thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo vân vân đúng không? Thì rõ ràng là ai cũng có nhu cầu được tức là tham gia bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ để mà được bồi thường, để mà được chi trả. Rõ ràng nhu cầu rất cao, hầu như lời từ chối không có. Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết rằng là những người đó thì không đủ điều kiện để chúng ta cấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nữa. Đó cho nên nhu cầu tăng thì từ chối giảm và nhiều nhu cầu thì ít từ chối, đơn giản như vậy thôi. À, và cái điều thứ ba mà chắc chắn các anh chị cũng đồng ý với an đó chính là khi mà nhu cầu lớn ấy thì mệnh giá sẽ lớn chúng ta tạo được cái nhu cầu lớn cho khách hàng khách hàng cần bảo hiểm khách hàng thấy bảo hiểm quan trọng thì rõ ràng nhu cầu mà lớn thì mệnh giá sẽ lớn độ lớn sẽ lớn khách hàng sẽ tham gia nhiều hơn và nhu cầu mà cao ấy thì cái tỷ lệ duy trì cũng sẽ lâu dài à, vì cái việc duy trì hợp đồng của khách hàng sẽ lâu dài hơn cho nên là nếu như khách hàng mà tham gia để ủng hộ tư vấn viên tham gia tức là cho nó có tham gia Azure, tham gia phong trào ấy thì rõ ràng là không phải là do nhu cầu của họ vì thế là thường đến năm thứ hai là họ không theo nữa họ hủy hợp đồng họ không theo tiếp tục nữa cho nên là gì ạ à? an vẫn hay chia sẻ với anh chị các bạn là cần phải nâng cao cái kỹ năng tư vấn cá nhân để mình tư vấn cá nhân thường là tư vấn cá nhân chúng ta chốt được hợp đồng và sau đó chúng ta chăm sóc thì cái tỷ lệ duy trì cao hơn rất nhiều so với những cái hợp đồng ký được ở hội nghị khách hàng ở hội nghị khách hàng nhiều lúc khách hàng đi uh, tham gia hội nghị hội thảo khách hàng thấy mọi người tham gia khách hàng cũng tham gia tham gia theo mốt tham gia theo phong trào tham gia Azure tham, tham gia theo hiệu ứng đó thì thì rất nhiều những cái hợp đồng được ký được tại hội nghị khách hàng ấy thì cái việc duy trì của nó sẽ không là tốt nhưng mà hợp đồng tư vấn cá nhân các anh chị tư vấn được cho khách hàng bằng cách gặp khách hàng trực tiếp, gặp online tư vấn một một lắng nghe cái mong muốn cái nguyện vọng của khách hàng thì chúng ta mới đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng và khách hàng tham gia đúng nhu cầu thì họ duy trì đến khi đáo hạn là cái điều mà nó chắc chắn hơn rất là nhiều thưa các anh chị và các bạn. Một cái điều nữa mà chắc chắn các anh chị và các bạn cũng đồng ý với An đó chính là nếu như khách hàng có nhu cầu thì người tư vấn viên bớt phải năn nỉ không có phải năn nỉ, không phải nhờ vả, không phải đề nghị họ giúp. À, khách hàng có nhu cầu thì chúng ta không cần phải năn nỉ và khách hàng mà có nhu cầu ấy, thì chúng ta cũng không cần phải dùng chiêu trò gì cả, chúng ta cũng không phải dùng mưu mẹo gì hết. đó. cho nên những tư vấn viên mà tư vấn không có cái kỹ năng tạo dựng nhu cầu cho khách hàng thì rất hay dùng chiêu trò, rất hay dùng mưu mẹo, đó. để mà ký bằng được cái hợp đồng. thế cho nên tôi các anh chị là đây chính là những cái điều mà rất quan trọng để chúng ta một lần nữa nhìn thấy và chúng ta công nhận với nhau rằng là kỹ năng tạo dựng nhu cầu là quan trọng nhất và đặc biệt là khi mà chúng ta tập trung tốt vào kỹ năng tạo dựng nhu cầu để chúng ta tạo dựng được nhu cầu cho khách hàng ấy thì chúng ta tạo dựng nhu cầu cho khách hàng để chúng ta không phải bán nghề đặc biệt nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ chúng ta không gọi đó là một nghề bán hàng đâu các anh chị ạ thực sự chúng ta tư vấn cho khách hàng chúng ta tư vấn cho khách hàng để khách hàng tự quyết định một giải pháp phù hợp nhất với họ sau đó chúng ta cung cấp cho họ giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chúng ta phục vụ khách hàng trong suốt cái quá trình diễn ra cái hợp đồng bảo hiểm đó cho nên nếu như chúng ta tạo dựng nhu cầu được tốt cho khách hàng khách hàng có nhu cầu thì khách hàng tự tham gia chứ chúng ta không cần phải bán và như thế chúng ta sẽ lột xác uh, chúng ta sẽ lột xác ăn dùng cái từ lột xác trong nháy nháy chúng ta sẽ lột xác từ cái người đại lý bán hàng trở thành một tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp thưa các anh chị đó kỹ năng tạo dựng nhu cầu nó quan trọng như thế đấy các anh chị ạ cho nên bây giờ mong rằng các anh chị hãy tập trung thật nhiều vào cách thức tạo dựng nhu cầu các anh chị phải tập trung thật nhiều vào cái cách thức cái phương pháp nào để làm cho khách hàng thấy thích thấy cần bảo hiểm nhân thọ từ đó khách hàng tham gia một cách chủ động hơn khách hàng tham gia một cách dễ dàng hơn chủ động thì khách hàng sẽ tham gia đúng nhu cầu và khách hàng sẽ duy trì kể cả quá trình chăm sóc phục vụ khách hàng sau này chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều thưa các anh chị và các bạn vậy thì ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với các anh chị những cái cách thức nào để mà chúng ta có thể tạo dựng được nhu cầu cho khách hàng được tốt và thưa các anh chị và các bạn vậy thì chúng ta có những cách thức nào thì anh cũng mong các anh chị hiểu rằng là Uh, an không có bao giờ là xác định mình là một người dạy người khác cái điều gì cả đâu thưa các anh chị. ạ Thực sự là uh, đây chỉ là cái buổi chia sẻ thôi. Bao giờ thế đứng trước các anh chị ở trong uh, lớp học hay là đứng trước các anh chị trong những cái buổi chia sẻ lớn hàng năm, 700 trăm, hàng nghìn anh em, chị em tư vấn viên thì an mong rằng các anh chị hiểu rằng là chúng ta không ai dạy ai cả mà chúng ta chỉ chia sẻ với nhau thôi. Bởi vì nói thực sự là Ờ, chúng ta đều có những cái điều gì đó mà chúng ta cần học hỏi ở nhau. Bản thân An cũng cần phải học hỏi rất nhiều các anh chị và các bạn khác. Những gì An biết ngày hôm nay cũng là sự tích lũy trong suốt 14 năm qua từ nhiều nguồn khác nhau, từ tài liệu, từ các diễn giả nước ngoài, từ diễn giả trong nước, từ các bạn đồng nghiệp, từ các anh chị và các bạn. Cho nên An biết thì An chia sẻ và An chuyển giao cho anh chị và các bạn. Và mong các anh chị và các bạn cũng hiểu rằng là không phải là sau cái chương trình mà an chia sẻ hôm nay là các anh chị chắc chắn thành công đâu các anh chị ạ không phải đâu các anh chị ạ à, chúng ta cần phải học hỏi thêm rất là nhiều học hỏi các thầy các cô ở công ty học hỏi những người đồng nghiệp gắn bó lâu dài với nghề và đang thành công một cách thực sự với nghề và học hỏi ở những người thầy cô khác đọc những cuốn sách khác xem những video khác bởi vì đối với an thì sự thành công của một tư vấn viên tài chính bảo hiểm không phải do một ông thầy nào quyết định không phải do một cuốn sách nào quyết định không phải do một chương trình huấn luyện đào tạo nào quyết định mà sự thành công của một tư vấn viên tài chính bảo hiểm là nhiều nguyên nhân, nhiều lý do khác nhau tổng hợp lại và chủ yếu là do chính bản thân các anh chị quyết định chứ không phải người khác. Cho nên mong các anh chị hồ rằng những gì anh chia sẻ với các anh chị nó sẽ làm giàu thêm những kiến thức và kỹ năng các anh chị đã có và đang có, đồng thời nó cũng không mâu thuẫn gì với những gì các anh chị đang có cả. Những gì các anh chị đã có và đang có, nếu dùng tốt hãy cứ tiếp tục dùng à, Và hôm nay có thể anh chia sẻ thì anh chị có thêm một vài kỹ năng thêm nữa Để chúng ta sẽ làm tốt hơn, phát triển tốt hơn trong nghề nghiệp của mình và phục vụ khách hàng một cách tốt hơn Các anh chị đồng ý điều đó chứ ạ Và thưa các anh chị các bạn, vậy thì những gì anh chia sẻ buổi tối ngày hôm nay Thì nó cũng không thể hết được tất cả những gì anh đã viết các anh chị ạ ở trên tay An thì các anh chị biết rằng đây là cái cuốn sách mới nhất của An viết về bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay thì An đã viết gần 10 cuốn trong suốt 10 năm qua rồi. Thì cuốn sách này là cuốn sách kỹ năng tư vấn bài bản tỏa sáng sự nghiệp bảo hiểm. Kỹ năng tư vấn bài bản tỏa sáng sự nghiệp bảo hiểm. Tức là nó tổng hợp tất cả các cái kỹ năng cần thiết nhất cho một tư vấn viên tài chính bảo hiểm. Như là kỹ năng tiếp cận khách hàng này, kỹ năng tạo dựng nhu cầu, này, kỹ năng hoạch định tài chính, kỹ năng trình bày giải pháp, kỹ năng hóa giải từ chối, kỹ năng chốt hạ hợp đồng, kỹ năng nâng cao mệnh giá, kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng tư vấn theo nhóm và còn rất nhiều các kỹ năng khác nữa. Tất nhiên trong một cái buổi tối ngày hôm nay, ăn cũng chỉ có thể còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi để chia sẻ với các anh chị. Thì ăn không thể nào chia sẻ hết cả cái cuốn sách khoảng 500 trang này. Thì mong các anh chị một lần nữa các anh chị lưu ý, các anh chị đã có sách, các anh chị dành thời gian để đọc, mỗi ngày đọc một chút áp dụng dần dần và kiên trì các anh chị sẽ thành công. Còn các anh chị mà chưa có sách thì nếu các anh chị không có điều kiện để mua, các anh chị mượn người khác để đọc. Mong rằng các anh chị đừng photo sách của An cũng như là photo sách của bất cứ một người viết sách nào. Còn nếu các anh chị muốn đặt sách thì lát nữa An sẽ công bố cho các anh chị cái cuốn sách này đang được Bạch Kim ưu đãi rất là nhiều. Cho nên thưa các anh chị là các anh chị nên tranh thủ cơ hội để đặt sách. Thưa các anh chị, cái cuốn sách này là cái cuốn sách tổng hợp rất nhiều kỹ năng Cho nên nếu như các anh chị theo thói quen mà ra hiệu sách, các anh chị xem sách là anh chị quay giá bìa đó. Nhưng từ nay các anh chị đi xem sách, các anh chị đừng xem giá bìa vội Mà các anh chị nên mở ra để xem trong sách nó có gì đã Rồi cuối cùng mình mới xem giá bìa Còn nếu xem giá bìa thì cuốn này được in là 900 ngàn thưa các anh chị ạ Đó, 900 ngàn Nó sẽ rất đắt với những ai mà mua về không đọc, nó đắt lắm đấy ờ, Vô cùng đắt Nhưng nó sẽ rất rẻ với những ai mua về đọc và áp dụng thành công thì nó rất là rẻ Nhưng thưa các anh chị là ăn cũng công bố luôn để các anh chị biết và có thể đặt trước Hôm nay thì nhân dịp xuân mới cuốn sách đầy đủ tất cả các kỹ năng này Được Bạch Kim ưu đãi lì xì 200 ngàn cho các anh chị Như vậy còn 700 ngàn và chuyển phát toàn quốc Đồng thời là được tặng thêm một triệu đô nữa Tức là tặng thêm cái cuốn sách động viên đáng giá triệu đô để các anh chị có lộc đầu xuân không chỉ là 200 ngàn mà còn có gì ạ? Triệu đô cuốn sách động viên đáng giá triệu đô để các anh chị đọc. Thực sự cuốn sách động viên đáng giá triệu đô là một cuốn sách nhỏ nhưng cực kỳ hay làm nghề tư vấn tài chính bảo hiểm nhân thọ mà chưa một lần đọc cái cuốn sách động viên đáng giá triệu đô thì chúng ta chưa thực sự đam mê, chưa thực sự yêu nghề đâu. Cho nên mong rằng các anh chị nếu như các anh chị có cái nhu cầu mà đặt cái cuốn sách này để mà đọc được nhiều hơn, học được nhiều hơn, các anh chị comment xuống tên của mình và số điện thoại thì các bạn nhân viên Bạch Kim sẽ hỗ trợ các anh chị trong việc đặt sách còn thì với an hôm nay an sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái cách thức để mà các anh chị tạo dựng nhu cầu cho khách hàng và tạo dựng nhu cầu tốt thì chúng ta sẽ chặn đầu được lời từ chối chúng ta sẽ không trượt tiêu được lời từ chối các anh chị nhé bởi vì bao giờ mà hết lời từ chối thì chúng ta hết cơ hội bao giờ mà hết lời từ chối chúng ta không còn gì để mà làm cả và chính lời từ chối lại là cơ hội của chúng ta chính nhờ khách hàng từ chối mà chúng ta có nghề tư vấn tài chính bảo hiểm cho nên chúng ta cần tạo dựng nhu cầu để chặn cái lời từ chối từ xa để lời từ chối nó bớt xảy ra còn nếu như nó xảy ra thì nó xảy ra một cách nhẹ nhàng hơn nó xảy ra một cách đơn giản hơn và lúc đó lời từ chối không còn là cái sự từ chối thẳng thừng nữa mà nó chỉ là những cái băn khoăn những cái e ngại thì chúng ta dễ dàng hỗ trợ cho khách hàng hơn rất nhiều một lần nữa chào đón các anh chị đến với chương trình tạo dựng nhu cầu chặn đầu từ chối vậy thì phương pháp nào để mà tạo dựng nhu cầu chặn đầu từ chối thưa các anh chị phương pháp thì có nhiều lắm có rất nhiều nhưng mà an thì an rất là thích những cái phương pháp như là khích lệ khách hàng như là đặt câu hỏi cho khách hàng hay là chia sẻ cho khách hàng một cái ý tưởng nào đó hay là những cái phương pháp liên quan đến hoạch định tài chính và rất là nhiều các hình thức khác nhau vậy thì hôm nay phương pháp đầu tiên an muốn các anh chị hãy đến với khách hàng bằng một cái phong cách vui vẻ thoải mái nhẹ nhàng và chúng ta đến với khách hàng chúng ta cần phải khích lệ động viên khách hàng trước để khách hàng được vui nó thực sự các anh chị là nhiều lúc chúng ta mua hàng ấy thì chúng ta biết rằng là mình vui thì mình mua mình vào một cái cửa hàng cửa hiệu nào đó có khi là lúc đầu mình cũng chẳng có cái ý định mua cái gì đâu mình vào chơi thôi nhưng mà mình thấy cái người bán hàng người ta sởi lời mình thấy cái người bán hàng người ta vui vẻ nhiệt tình thế là mình mua hàng đúng không? cho nên là chúng ta cũng thế chúng ta đến gặp khách hàng chúng ta cứ vui vẻ đi chúng ta cứ động viên khích lệ khách hàng đi chúng ta làm cho khách hàng cảm thấy có cảm xúc đi thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong các cái bước tiếp theo sau này cho nên là thí dụ như thế này các anh chị gặp một khách hàng các anh chị khích lệ người ta một câu à, ví dụ các anh chị gặp một khách hàng các anh chị bảo này hôm nay thì tôi đến gặp ông với một cái niềm tin tuyệt đối lắm ông có biết là tôi tin gì không đó chúng ta nói một câu đầu tiên như vậy chúng ta đến gặp khách hàng này Tôi nói thật với bà là hôm nay tôi đến gặp bà, tôi có một cái niềm tin rất là tuyệt đối vào bà. Bà có biết tôi tin gì không? Đó, một cái câu như vậy để mình đặt cái niềm tin, mình đặt một cái niềm tin vào khách hàng. Hay là chị ơi, người khác thì em không biết nhưng mà em đến em gặp chị thì em tin chị lắm, em tin tuyệt đối, có một cái niềm tin tuyệt đối vào chị. Thế chị có biết em tin gì không? Thì tất nhiên là khách hàng sẽ bảo tin gì. Làm sao mà tôi biết được? Đó, sau đó thì mình chia sẻ tiếp. Ví dụ mình nói tiếp là tôi tin là chắc chắn ông sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ à, bởi vì ông là một cái người có tình yêu và trách nhiệm đối với gia đình một cái người có tình yêu trách nhiệm vẹn toàn đối với gia đình của mình cho nên tôi tin chắc chắn ông sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ vì bảo hiểm nhân thọ là dành cho những cái người mà có tình yêu và trách nhiệm đối với gia đình như ông chứ không phải dành cho những người khác cho nên tôi đến tôi có một cái niềm tin tuyệt đối vào ông đó chúng ta nói như vậy thì rõ ràng là bản thân chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái mà khách hàng cũng cảm thấy rất là thoải mái cũng có thể là một số khách hàng người ta biết rằng là mình đang tức là động viên đang khích lệ đang nịnh họ nó họ bảo gớm ông không phải nịnh thế nhưng mà thực ra người ta có nói như vậy thì nó cũng rất là vui vẻ đúng không? người ta có nói như vậy thì người ta cũng rất là nhẹ nhàng đó. chứ chẳng ai người ta bực bội khi mà mình lại động viên khích lệ người ta cả đó cho nên là gì mình cứ động viên khích lệ người khác đi đã bán cái gì cũng vậy còn bảo hiểm nhân thọ thì đương nhiên càng phải như vậy các anh chị ạ rồi tiếp tục là mình có thể nói thêm là nhưng mà trước hết ấy thì ông cứ từ từ đó chúng ta cần trao đổi cụ thể đã thì sau đó ông sẽ tham gia theo cái nhu cầu và khả năng của mình để mà có một cái giải pháp tốt nhất đó chúng ta cũng đừng vồ vập mặc dù chúng ta động viên khích lệ khách hàng nhưng mà chúng ta cũng đừng vồ vập đừng vồ vập mà khách hàng thấy là mình vội vàng khách hàng thấy mình tức là gì ạ. có cái ý định nó mạnh mẽ quá thì người ta không thích đó mình động viên khích lệ nhưng mà mình lại có một cái chừng mực nhất định đó. bằng cái câu nói là nhưng mà trước hết đấy thì ông cứ từ từ tôi trao đổi cụ thể với ông đã thì ông cứ suy nghĩ ông xem cho nó kỹ sau đó thì ông sẽ tham gia theo cái nhu cầu và khả năng của ông để mà có được cái giải pháp tốt nhất đó thì với bất cứ khách hàng nào thì mình đến mình có một cái câu chuyện như vậy mình đặt niềm tin mình động viên khích lệ rồi mình cũng phải giữ một cái giới hạn nhất định một cái tức là khoảng cách nhất định chứ không vồ vập không có săn đón quá thì thì an tin rằng là cái mở đầu như vậy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều thưa anh chị và các bạn nào các anh chị bạn thấy đồng ý thì cho một like cho một tim đi cho nó sôi nổi đó thưa anh chị và các bạn là khích lệ thì có rất là nhiều các cái cách thức khác nhau nữa đó thí dụ như thế này cái uh, tình huống thứ hai đúng không? tình huống thứ hai đó chính là mình có thể uh, trao đổi với khách hàng theo một cái hướng khác ví dụ mình gặp một khách hàng nữ chẳng hạn mình bảo chị ơi chị ạ à, uh, không phải là ai em gặp em cũng nói về giải pháp bảo vệ tài chính gia đình đâu bởi vì có những người họ chỉ biết là hưởng thụ cho hiện tại mà không biết lo lắng đến tương lai như chị đó thì mình gặp một khách hàng nữ đó mình bảo chị ơi nói thật với chị ấy là không phải là em gặp ai thì em cũng chia sẻ về giải pháp bảo vệ tài chính gia đời gia đình đâu bởi vì là nhiều người họ chỉ biết hưởng thụ chỉ biết tức là lo cái cuộc sống trước mắt hiện tại thôi chứ họ không phải là cái người biết quan tâm đến cái tương lai lâu dài như chị đó thì mình cũng động viên một cái khách hàng như vậy sau đó mình có thể thêm một cái ý nữa đúng không là gì ạ hơn nữa ấy, là không phải ai cũng sở hữu được cái giải pháp tốt của công ty em đâu đó, đó cái điều thứ hai là là không phải là ai cũng sở hữu được giải pháp tốt của công ty em đâu tuy nhiên là chị thì nhiều khả năng đủ điều kiện vì chị còn trẻ khỏe mà lại đẹp nữa nhé đó tức là mình có thể động viên khích lệ tất nhiên là người ta mà không đẹp lắm thì mình đừng có khen đúng không mình phải, phải khen nó thực tâm phải khen nó đúng đúng không mình bảo là tuy nhiên chị thì nhiều khả năng đủ điều kiện vì chị còn trẻ khỏe mà lại đẹp nữa đấy thế này thì công ty nào mà chả muốn bảo vệ để em chia sẻ cho chị đẹp nghe đây đó thế thì mình cũng động viên khích lệ như vậy thì nó vui vẻ hơn nó thoải mái hơn ăn à, nói lại nhá ví dụ như thế này mình gặp một khách hàng nữ mình bảo chị ạ à, không phải là em gặp ai ấy, em cũng chia sẻ về giải pháp bảo vệ tài chính của gia đình đâu bởi vì nói thật với chị là nhiều người họ chỉ biết là hưởng thụ cho hiện tại mà không biết quan tâm lo lắng đến tương lai xa như chị hơn nữa là không phải người nào cũng được đủ cái điều kiện mà sở hữu những cái giải pháp tốt của công ty em đâu đó. tuy nhiên là chị ấy thì em tin là đủ bởi vì thứ nhất chị còn trẻ nhé thứ hai là chị khỏe này thứ ba lại còn đẹp nữa cho nên là công ty nào mà chả muốn bảo vệ chị đó để em chia sẻ cho chị đẹp nghe, đó thế thì mình 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 rất là vui vẻ như vậy mình động viên khích lệ khách hàng thì em tin rằng là mọi thứ nó thuận lợi hơn, mọi thứ nó thuận lợi hơn rất là nhiều, đó, đó và cái cái tình huống thứ ba như thế này mình cũng có thể tiếp tục với một tình huống khác ví dụ một khách hàng là nam đúng không, cái người này là cái người tức là gì thành công một chút, đó cái người này là cái người tức là quan trọng thực ra thì mình gặp khách hàng mình tư vấn thì phải gặp người trụ cột, bởi vì vai trò chính của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ thu nhập mà người có thu nhập thì là người trụ cột cho nên mình phải gặp người trụ cột mình tư vấn cho người trụ cột chứ không phải tư vấn cho người dựa cột đúng không? mình tư vấn cho người trụ cột đang chịu trách nhiệm chính về tài chính của gia đình đó đang nâng đỡ cả cái cuộc sống tài chính của gia đình mà người trụ cột nào chả quan trọng họ rất quan trọng đối với gia đình của họ cho nên mình bảo anh ạ à, những ai quan trọng ấy là phải có vệ sĩ đấy đó đấy anh cứ nhìn mà xem đúng không tổng thống rồi thủ tướng là nó hay là chủ tịch đúng không hay những người quan trọng đều phải có vệ sĩ Và những ai quan trọng là phải có vệ sĩ vì thế em quyết định mang vệ sĩ đến để bảo vệ anh hôm nay em quyết định mang vệ sĩ đến để bảo vệ anh hôm qua ấy, em cứ nghĩ là tại sao có những người không quan trọng bằng anh thì lại được tư vấn giải pháp bảo vệ thu nhập trong sóc sức khỏe mà anh thì lại chưa đó mình nói với khách hàng là hôm qua em cứ băn khoăn lắm em ngồi em nghĩ là có những người không quan trọng như anh đâu họ không được quan trọng bằng anh mà họ lại được tư vấn các cái giải pháp để mà bảo vệ thu nhập và chăm sóc sức khỏe mà anh thì lại chưa cho nên là hôm nay em phải gặp anh bằng được để chia sẻ với anh kẻo mắc lỗi với anh quá anh thực sự xứng đáng với bảo vệ xứng tầm đó anh là cái người thực sự xứng đáng với bảo vệ xứng tầm đó mình nhớ nhé anh xứng đáng bảo vệ xứng tầm đó thì chúng ta thấy rằng là gì qua ba cái tình huống vừa rồi anh chia sẻ với các anh chị các anh chị thấy rằng là mình mở đầu cái cuộc chuyện mở đầu cái cuộc tư vấn bằng cái cách động viên thúc đẩy ở khách hàng như vậy nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều thoải mái cho mình thoải mái cho cả khách hàng dù kết quả chốt được hợp đồng hay là chưa chốt được được hợp đồng thì cũng vui vẻ thoải mái các anh chị ạ thì tất nhiên anh không thể nào chia sẻ ra nhiều các cái tình huống khác nhau bởi vì những người mà chia sẻ và hướng dẫn như An ấy thì chị định hướng mang tính chất phương pháp thôi Còn nhiều các tình huống khác nữa thì các anh chị phải ngồi dựa trên cái phương pháp đó Các anh chị tư duy, các anh chị nghĩ ra hoặc trước khi gặp một khách hàng đúng không? Trước khi gặp một khách hàng, các anh chị phải ngồi, các anh chị nghĩ xem à với khách hàng này thì mình phải thúc đẩy như thế nào, mình phải động viên như thế nào, mình phải khích lệ như thế nào, thậm chí các anh chị còn phải gạch đầu dòng ra những cái ý mà mình sẽ động viên, sẽ khích lệ khách hàng. Đó, thì mình đến mình gặp khách hàng nó hiệu quả hơn. Và các anh chị cần phải đọc thêm sách thì chúng ta mới có được nhiều những cái cách thức để chúng ta động viên khích lệ khách hàng khác nhau à, Anh xin nhắc lại nha một số các anh chị đang hỏi là đặt sách như thế nào thì anh xin nhắc lại là cái cuốn sách vừa nãy An đã chia sẻ với anh chị ấy, thì đang được lì xì 200 ngàn và được tặng thêm cái cuốn sách động viên đáng giá triệu đô các anh chị muốn đặt sách các anh chị cứ comment tôi đặt sách và số điện thoại xuống thì các bạn nhân viên của Bạch Kim đang online cùng An sẽ hỗ trợ các anh chị thì đó đó chính là cái cách thức khích lệ khách hàng À, và cái cách thức thứ hai để mà tạo nhu cầu Nó cũng rất là hay đấy các anh chị Đó là câu hỏi Đó là đặt câu hỏi Chúng ta vẫn có cái câu là Muốn giỏi thì phải học Mà muốn biết thì phải hỏi Đó, Đọc đúng theo cái thứ tự của nó là Muốn biết phải hỏi Muốn giỏi thì phải học Đúng không ạ An thì thi thoảng đứng lớp thì à, An cũng hay chia sẻ với anh chị Một cái câu chuyện là gì ạ Đó là Ờ, chúng ta mà nghĩ về uh, trẻ em ấy và người lớn thì chúng ta biết rằng là trẻ con nó ngủ ngon hơn còn người lớn thì đêm trằn trọc ngủ không ngon bằng. Đúng không? Thế thì uh, anh em mới hỏi nhau là tại sao trẻ con ngủ ngon hơn? Thì uh, thực tế là trẻ con nó ngủ ngon hơn vì ban ngày mà nó ngu cái gì nó ngu tức là nó không biết không? thì nó hỏi luôn đúng không? Nó hỏi luôn. Ví dụ mình đi làm nó hỏi bố đi đâu? Bố đi làm. Uh, tại sao bố phải đi làm kiếm tiền? Tại sao bố phải kiếm tiền thì mua sữa Tại sao bố phải mua sữa cho con uống Tại sao bố lại cho con uống Vì là bố yêu con Tại sao bố lại yêu con thì Con là con của bố vân vân Tức là đấy Nó không biết cái gì Nó ngu cái gì thì nó hỏi Mà đánh vần chúng ta đánh vần mà xem Ngu hỏi thì bằng gì ạ? Bằng ngủ Còn người lớn mà không biết cái gì Người lớn mà ngu cái gì là Là không có dám hỏi Nhiều lúc hỏi Chị ơi cái thế này điền như thế nào Có khi lại bị ăn mắng là Sao mày học rồi mày ngu thế Cái đấy không phải hỏi tao Đấy cho nên là là người lớn mà không biết gì tức là ngu cái gì là không hỏi mà ngu mà không có dấu hỏi thì không thể ngủ được cho nên là đêm cứ trằn chọc là vì thế đúng không các anh chị cho nên cái câu hỏi nó cực kỳ quan trọng trong tư vấn các anh chị ạ trong nghề tư vấn và một lần nữa ăn cắt nghĩa cái từ tư vấn rất đơn giản chúng ta biết rằng nữa cái chữ vấn đứng sau vấn nó có nghĩa là hỏi đấy các anh chị ạ đúng không? vấn đáp này thẩm vấn này vấn an này đúng không phỏng vấn vấn nó có nghĩa là hỏi cho nên ăn cũng nhân đây nhắc các anh chị các anh chị nào biết rồi thì nghe ăn nhắc lại các anh chị nào chưa biết thì lưu ý, từ nay gặp khách hàng chúng ta sử dụng câu hỏi nhiều hơn. Tất nhiên hỏi cho nó khéo léo, hỏi cho nó vui vẻ, hỏi cho nó hiệu quả thì chúng ta cũng phải học, phải đọc cho các anh chị. Nhưng mà cái phương pháp ấy, về mặt phương pháp thì các anh chị tăng cường sử dụng câu hỏi. Vậy thì để mà chúng ta tạo nhu cầu cho khách hàng thì chúng ta hỏi như thế nào? Đơn giản lắm, chúng ta cũng đừng có hỏi cái gì phức tạp, đúng không? đừng có hỏi gì phức tạp. Đừng có hỏi là anh ơi anh có biết bảo hiểm nhân thọ là gì không? Đừng có hỏi thế phức tạp. Anh ơi anh có biết là đầu tư là như thế nào không? Đừng có hỏi phức tạp, đúng không? Anh ơi anh có biết gì về công ty chúng em không? Đừng có hỏi những cái điều đấy. Khách hàng không có biết, không quan tâm, đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta hỏi cái gì nó nó liên quan đến khách hàng ấy, nó đời sống, nó đơn giản, nó thực tế, nó gần gũi với khách hàng ấy. Những người tư vấn thành công là họ biết biến những cái phức tạp thành cái đơn giản. Còn những người mà cứ biến cái đơn giản thành cái phức tạp là những người nó thực sự là họ hay thể hiện mình thùng rỗng kêu to Cho nên là mình gặp khách hàng mình hỏi đơn giản thôi Ví dụ mình hỏi cái câu hỏi về sức khỏe thì ai cũng quan tâm đúng Bởi vì gặp nhau là hỏi khỏe không? Đó, dạo này thế nào? Cho nên là mình gặp khách hàng mình bảo Anh ơi, anh khỏe chứ anh? Ừ, ừ tao khỏe Còn khỏe, còn kiếm tiền anh nhỉ? Đó Thì mình vừa hỏi, mình vừa nhìn khách hàng gần đầu Còn khỏe, còn kiếm được tiền anh nhỉ? À, thế khách hàng đương nhiên cũng bảo Ừ thì khỏe thì đi làm kiếm được tiền em Mình hỏi câu thứ hai là còn kiếm được tiền thì mình còn có thể chăm lo được cho cuộc sống của gia đình đúng chứ anh đó, lại gật đầu đó. còn kiếm được tiền thì còn có thể chăm lo được cho cuộc sống của gia đình đúng chứ anh ví dụ như là uh, phụng dưỡng các cụ này để cho uh, nhóc nhà mình nó đi học này đúng chứ anh nhìn thì khách hàng mà ơ thì đúng thế đó. thế thì lúc đấy mình phải hỏi cái câu thứ ba đó là gì ạ à? thế thì anh ơi cách nào để mà nếu mà anh em mình không khỏe nữa nhưng mà vẫn có tiền để chăm lo cho cuộc sống của gia đình đó. cái này mình hơi đề cập đến rủi ro một chút là là anh em mình không khỏe nữa. Thế thì khi mà nói đến rủi ro một chút thì mình phải nói cả mình vào vào cùng với khách hàng, đó. Chứ mình mà bảo là anh ơi, thế cách nào để mà anh không khỏe nữa thì vẫn có tiền thì khách hàng sẽ giận bởi vì họ bảo là mình chùa ẻo họ. Nhưng mà mình đưa cả mình vào, đó. Ví dụ anh ơi, cách nào để nếu trong cái tình huống anh em mình đó, em cũng như anh mà không khỏe nữa mà mình vẫn có tiền để mà chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Đó. Thì lúc này thì các anh chị là nó có những cái tình huống như thế này ví dụ khách hàng mà biết mình làm bảo hiểm rồi thì họ sẽ bảo ông lại bảo tôi chơi bảo hiểm chứ gì đó thế thì mình cũng vui vẻ thôi mình bảo anh ơi công nhận là anh nhanh hiểu thật thế nhưng mà nếu không phải bảo hiểm thì cách nào đấy cho nên em mới đến chia sẻ bảo hiểm với anh vì anh là người quan trọng đó thì mình lại kết hợp với động viên nữa các anh chị ạ lưu ý rằng là khi chúng ta dùng câu hỏi chúng ta cũng nên là kết hợp với cái phương pháp động viên khích lệ để nó làm giảm cái sự căng thẳng xuống chứ nếu như mình không kết hợp với động viên khích lệ thì đôi khi nó lại thiên về thẩm vấn thiên về tra khảo nhiều quá các anh chị nhá đó cho nên mình hỏi những cái câu rất là đơn giản thôi hỏi khoảng độ 3 câu thôi chứ đừng hỏi nó quá là dài dòng à. hay là một cái câu một cái tình huống khác mình uh, hỏi một cái người phụ nữ chẳng hạn bởi à, vì, vì phụ nữ thì họ rất là thích tiết kiệm chắt chiêu tiền bạc đa phần là như vậy Thế cho nên là mình mình hỏi phụ nữ về vấn đề tiết kiệm thì phụ nữ thích nghe hơn à, thích nghe hơn ví dụ mình gặp một phụ nữ khách hàng nữ mà chị ơi kiếm được tiền thì không nên tiêu xài hết mà cần phải tiết kiệm đúng chứ chị đó. thực ra đây nó là một cái câu nói à, mình trình bày mấy cái quan điểm nhưng mà sau đó thì mình dùng cái từ đúng chứ đúng chứ chị thì nó lại thành câu hỏi đó chị ơi kiếm được tiền thì không nên tiêu xài hết mà cần phải tiết kiệm đúng chứ chị à, nhìn khách hàng gật đầu các anh chị nhớ nhá ăn nhắc lại cái thủ pháp gật đầu khi hỏi nó rất hiệu quả khi chúng ta đặt câu hỏi chúng ta nhìn khách hàng chúng ta gật đầu nhẹ nhàng thì đầu khách hàng hầu như họ cũng gật theo à, nhất là chúng ta hỏi những cái điều hợp lý mà các anh chị đó nhưng mà các anh chị đừng hỏi câu hỏi có từ không cuối cùng khi các anh chị đang tạo nhu cầu ví dụ cái câu này mà chúng ta hỏi là chị ơi kiếm được tiền thì không tiêu xài hết mà phải tiết kiệm một chút ít à, chị thấy đúng không? nghĩa là có khi khách hàng nghe thấy từ không thì khách hàng đã bảo không đó cho nên là gì mình hỏi đúng chứ chị và nhìn gật đầu thì cái xu hướng người ta sẽ gật đầu và đồng ý với mình đồng thuận với mình nhiều hơn đó Thế thì khi mà khách hàng đồng thuận với câu một 1 đó rồi thì mình mới hỏi câu thứ hai là chị ơi nhưng mà như thế này nha. Em bảo. Trong cái tình huống mà mình có tiền tiết kiệm rồi. Có ba cái vấn đề nó xảy ra, có ba cái việc xảy ra thì mình phải ưu tiên cho việc gì? Đó, khi mình có một khoản tiết kiệm rồi này, bắt đầu là gì ạ? Con thì uh, chuẩn bị uh, khoảng độ 5 đến 10 năm nữa học đại học này. Uh, và cái thứ hai là khoảng độ 10 15 năm nữa thì mình uh, cần tiền cho tuổi già này. Và thứ ba là mình cần tiền để chăm sóc sức khỏe ngay lập tức ờ, để mà xử lý một cái vấn đề về sức khỏe ngay lập tức thì ba cái điều đó điều nào cần được ưu tiên trước à, con học đại học này uh, hưu trí về già này và chăm sóc sức khỏe đó, nếu mà khách hàng không trả lời được thì mình hỏi khách hàng chị thấy chắc chắn là chị đồng ý là chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất đúng chứ nào đó và mình nhìn gật đầu thì thì khách hàng sẽ bảo ơ thì sức khỏe là số một có gì bằng sức khỏe đâu đúng sức khỏe quan trọng nhất mình có sức khỏe mình lại kiếm tiền cho con đi học mình có sức khỏe mình lại kiếm tiền để tiết kiệm cho tuổi già đúng không đó cho nên là khi có tiền tiết kiệm là phải ưu tiên cho vấn đề chăm sóc sức khỏe nhưng mà như thế nhá như thế thì tiền tiết kiệm của mình lại hết đúng chứ nào có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm vấn đề về sức khỏe lại lấy ra lại tức là gì ạ nộp hết vào bệnh viện cuối cùng tiết kiệm 5 năm 10 năm không còn đồng nào chị thấy chưa thế thì em hỏi chị câu này nữa là câu thứ ba đó là gì ạ cách nào để mà có tiền chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật nhưng lại không phải dùng đến tiết kiệm của mình. Đó. Vậy thì cái cách nào để mình vẫn có tiền điều trị uh, bệnh tật, chăm sóc sức khỏe mà lại không phải dùng đến tiền của mình. Đó thế thì lúc này thưa các anh chị là cũng như cái tình huống lúc nãy thôi, ăn nói với các anh chị rồi, ăn nói với các anh chị rồi. Nếu khách hàng biết mình làm bảo hiểm thì người ta lại bảo, "Lại bảo hiểm chứ gì?" Thì không sao cả, mình lại cười, mình lại vui vẻ. Đó, và mình lại khen khách hàng mà đúng bảo hiểm chị ạ và em nói thật với chị không phải ai em gặp em cũng nói về bảo hiểm đâu vì có những người họ cũng chỉ chỉ lo những cái vấn đề gì trước mắt hưởng thụ thôi họ cũng chẳng biết lo đến tương lai xa như chị cho nên là em nói với chị thôi đó thế thì 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 mình động viên kích lệ khách hàng như vậy còn nếu mà khách hàng bảo là thế bây giờ làm cái nào thì rõ ràng chúng ta có cơ hội để chia sẻ với họ về giải pháp hay là có những khách hàng họ lại bảo ôi giờ thôi thì kệ đến đầu hay đến đây. Đó, có anh chị có đúng không nào? Thì mình đã phải động viên khách hàng và chị cứ nói với tôi chị em biết chị là người biết lo toan lắm, chị biết lo xa lắm. Cho nên thôi để em chia sẻ với chị, rồi quyền quyết định là quyền của chị. Đó. Đó thế thì mình cố gắng mình động viên nó vui vẻ, mình hỏi han nó thân tình trao đổi, nó chân thành ấy thì khách hàng vẫn cho mình cái cơ hội để mà chia sẻ giải pháp. Đó. Và khi mà khách hàng đồng ý để nghe giải pháp tức là họ có nhu cầu và khi mà khách hàng tức là tập trung để nghe giải pháp Tức là nhu cầu của họ có Và rõ ràng khi mà họ đồng ý để nghe một cách chủ động Họ tập trung, họ lắng nghe Thì mình trình bày về quyền lợi Thì khách hàng sẽ quan tâm hơn, cái nhu cầu nó tăng hơn Còn nếu chúng ta chưa hỏi han chúng ta chưa khích lệ Mà chúng ta đã tức là chia sẻ sản phẩm Khách hàng xua tay đối tư tư Mày đừng nói bảo hiểm nữa, ta không thích nó Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không còn cơ hội tiếp theo Cho nên là mong các anh chị gặp khách hàng Thì cứ bước tập trung nhiều Tạo dựng nhu cầu Tạo dựng nhu cầu bằng cách khích lệ tạo dựng nhu cầu bằng cách đặt câu hỏi cho khách hàng và nhớ nhìn khách hàng gật đầu của mình đó thì đấy là với những khách hàng ví dụ mà họ chưa biết mình làm bảo hiểm chẳng hạn hoặc là họ chưa rõ lắm còn có những khách hàng họ biết mình làm bảo hiểm rồi đúng không tất nhiên là mình cũng chẳng giấu giếm gì ai cả mình làm bảo hiểm thì mình nói mình làm bảo hiểm thôi mình làm tư vấn tài chính bảo hiểm tư vấn tài chính bảo hiểm là tốt có việc gì phải giấu đúng không Tất nhiên là cũng tùy vào tình huống mà mình sẽ, tức là vào thẳng vấn đề hay là mình đi một cách gián tiếp. Thì đó là một cái nghệ thuật, đúng không nào? Bởi vì có những khách hàng người ta cũng chẳng thích, tức là nghe về bảo hiểm thì mình phải tìm một cái cách nào đó để mình đi lòng vòng một chút, miễn là đến đích được. Nhưng mà cũng có những khách hàng người ta không thích lòng vòng, có gì ông nói luôn đi, đỡ mất thời gian. Có không anh chị? Có đúng không nào? Vậy thì với những khách hàng như vậy thì mình có thể hỏi luôn một số câu rất là thẳng thắn đó. Mình đến gặp khách hàng, khách hàng biết mình là bảo hiểm rồi, đúng không? Mình có thể hỏi luôn, anh, anh nghĩ sao về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ? Hay là chị, chị nghĩ sao về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ? Hoặc là em, tại sao em chưa tham gia bảo hiểm? Đó, mình có thể hỏi luôn. Thế thì lúc này sẽ có những cái câu từ chối đưa ra. Ồ, oh, tôi không cần bảo hiểm, tôi có cách của tôi, đúng không? Đó, hoặc tôi không có tiền, hoặc là như thế nào đó thì không sao cả cái đó là cái phần mà hóa giải từ chối nhưng mà lúc này nếu như mà khách hàng người ta cho rằng là ui rồi bảo hiểm thì ăn thua gì đâu anh chả cần anh có cách khác anh không thích ờ, và bờ cờ những cái vấn đề gì đó họ nói thì mình sẽ hỏi khách hàng một số cái câu hỏi tiếp theo khác ví dụ mình bảo anh ơi nếu mà anh không có bảo hiểm thì bây giờ em hỏi anh nhá là cách nào để bảo vệ thu nhập nếu không tham gia bảo hiểm đó cách nào để bảo vệ thu nhập nếu không tham gia bảo hiểm ờ, anh không tham gia bảo hiểm không sao bởi vì đấy là quyền của anh nhưng mà thu nhập của anh là rất quan trọng anh là rất quan trọng vậy thì cách nào để mà bảo vệ thu nhập nếu như không tham gia bảo hiểm đó thế thì chúng ta lại quay vào chúng ta đặt cái câu hỏi về cái cách thức để mà bảo vệ thu nhập nếu như không phải là bảo hiểm để cho khách hàng về tư duy khách hàng phải suy nghĩ về cái điều đó đúng không và chúng ta lại tiếp tục mở ra cơ hội bởi vì chúng ta cứ hỏi khách hàng trả lời là chúng ta mở ra được cơ hội đó, hay là nếu như mà một khách hàng mà có con nhỏ chẳng hạn, mình hỏi chị ơi tại sao chị chưa tham gia bảo hiểm cho bé nhà mình? đó mà uh, cái người phụ nữ đó bảo ơi tớ chẳng cần bảo hiểm tớ có cách khác. thế thì mình sẽ hỏi là chị ơi nhưng mà cách nào để mà đảm bảo có tiền cho con ăn học nếu như không tham gia bảo hiểm à, thì cách nào? thì để khách hàng nói rằng ờ tớ gửi ngân hàng hay tớ mua vàng hay là tớ mua đất hay là tớ làm cái việc này việc kia đầu tư thì chúng ta biết cái cách thức của khách hàng hướng đến thì mình sẽ định hướng cho khách hàng mình sẽ phân tích cho khách hàng những cái nguy cơ ở những cái giải pháp những cái cách thức tài chính đó sau đó thì mình đưa bảo hiểm nhân thọ ra để mình giúp khách hàng hiểu rằng là bảo hiểm nhân thọ là cái cách thức để mà hạn chế những cái rủi ro những những cái rủi ro mà khách hàng đang thực hiện bằng những cái cách thức khác đó thì rõ ràng mình vẫn có cơ hội hay là với những khách hàng mà họ quan tâm lo lắng đến sức khỏe chẳng hạn thì chúng ta lại hỏi là Vậy thì bây giờ chị không tham gia bảo hiểm nhân thọ nhé Thì cách nào để luôn có sẵn một khoản tiền lớn đó, Cho việc chăm sóc sức khỏe Nếu như không tham gia bảo hiểm Nào, bây giờ chị có 30 triệu, 50 triệu Chị không tham gia bảo hiểm nhé Mà chị giữ 30 triệu, 50 triệu Nhưng có vấn đề về sức khỏe mà mình cần đến 200 triệu, 500 triệu Thì cách nào để 30 triệu nó thành được 500 triệu Chứ không, nếu như không phải là bảo hiểm nhân thọ thì cách nào Đó, cho nên là một lần nữa ăn mong các anh chị lưu ý rằng gặp khách hàng cố gắng đặt câu hỏi. Nhưng đặt câu hỏi với một cái sự quan tâm, đặt câu hỏi với một cái sự chia sẻ, đặt câu hỏi và phải lắng nghe khách hàng chứ đừng lấn át khách hàng. Đừng tức là gì? Mang cái tính chất tra khảo khách hàng. Nhớ đặt câu hỏi phải ân cần đặt câu hỏi, phải gần gũi, phải giản dị, đặt câu hỏi phải kết hợp với động viên, khích lệ khách hàng để cho cái cuộc chuyện giữa tư vấn viên và khách hàng nó thực sự là một cái cuộc tâm tư tâm sự ở một cái cuộc nói chuyện mang tính chất quan tâm hỗ trợ lẫn nhau thưa các anh chị và các bạn rồi như vậy đó chính là cái cách thức chúng ta có thể khích lệ và đặt câu hỏi tuy nhiên là việc đặt câu hỏi thì nó có nhiều những cái phương pháp khác nhau có thể phương pháp là mình gặp trực tiếp khách hàng mình đặt câu hỏi hoặc là nếu như không gặp được trực tiếp thì mình có thể zalo hình đúng không có thể face time với khách hàng hoặc là mình nhắn tin nếu như khách hàng nhắn tin với mình tất nhiên là nếu lúc mình nhắn tin thì khách hàng lại không trả lời nó cũng khó đúng không không sao cả các anh chị ạ có những người họ trả lời có những người không trả lời chúng ta phải tiếp tục nỗ lực thôi vì là thành công sẽ không đến với những ai bỏ cuộc và khi bạn chưa dừng lại là không có thất bại thất bại chỉ đến khi bạn dừng lại và hôm nay thì an sẽ có thêm một cái phương pháp nữa để giúp các anh chị đặt câu hỏi tạo nhu cầu một cách trực quan một cách sinh động hơn đó chính là cái cách thức hỏi để tạo dựng nhu cầu bảo hiểm nhân thọ bằng cái công cụ bảo vệ thu nhập làm chủ cuộc sống cái công cụ này đã được slide hóa rồi các anh chị đã được hình ảnh hóa các anh chị có thể nhìn trên màn hình nó đã được slide hóa hình ảnh hóa thì đây chính là cái công cụ một cái công cụ mang tên là bảo vệ thu nhập làm chủ cuộc sống ở trước đây ấy, nó là cái bộ lật lật đúng không nếu nếu mà mình gặp được trực tiếp khách hàng thì mình lật lật cho khách hàng như cuốn lịch bàn ấy còn bây giờ thì mình có thể tức là gì ạ không gặp được trực tiếp khách hàng thì mình có thể là gửi hình ảnh cho khách hàng hoặc là gì ạ Bây giờ mà cầm cái công cụ lật lật thì nó cũng không được công nghệ cho lắm Cho nên là chúng ta có cái bộ slide này chúng ta đưa vào máy tính, đưa vào iPad, đưa vào điện thoại Thì mình sẽ vuốt vuốt chạm chạm nó sẽ công nghệ hơn, 4.0 hơn, 5.0 hơn đúng không nào Thế thì đây, các anh chị nhìn thấy Đây là cái trang thứ nhất của cái công cụ bảo vệ thu nhập làm chủ cuộc sống Thì cái trang này nó sẽ là tên của tư vấn viên, hình ảnh của tư vấn viên và một vài cái thông tin đó Ở đây ăn để thí dụ là cái thông tin của An đúng không sau này các anh chị làm cái bộ slide này, bộ hình ảnh này thì các anh chị thay cái hình ảnh của mình vào, đưa tên của mình vào, đưa những cái thông tin chức danh của mình, đó, tư vấn viên tài chính bảo hiểm chuyên nghiệp, em uh, em hay là gì đó, đó, theo cái chức danh của các anh chị, đó, một vài cái hình ảnh của các anh chị. Sau đó thì mình sẽ vuốt sang cái trang thứ hai, mình nói chuyện với khách hàng. Ví dụ có một khách hàng nam giới và mình, mình sẽ nói chuyện với khách hàng thì cái cách thức nói chuyện như thế nào thì chữ nó như thế nào thì mình cứ nói như thế thôi chứ mình không phải nghĩ nhiều mà nó 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 dài dòng rồi đâm ra nó mất lái cứ nói đúng như vậy mình chỉ cần nói với khách hàng đúng như như trên này thôi mình dựa vào cái ý đó anh ơi anh em mình cứ chân thành cùng nhau trao đổi Ở hôm nay em muốn uh, trao đổi với anh về một cách thức để bảo vệ thu nhập làm chủ cuộc sống đó. Thế là mình chạm tiếp đây nha anh nhé anh xem đâu là việc quan trọng muốn thực hiện được đâu là việc quan trọng anh muốn thực hiện được việc thứ nhất là cơm ăn áo mặc cho bản thân và gia đình. Việc thứ hai ấy, là chăm lo cho con cái. Việc thứ ba là mua sắm được tài sản. Việc thứ tư là tuổi già an nhàn. Đó. Nếu như các anh chị mà mà ngồi trước khách hàng đây, thí dụ các anh chị đang cầm cái điện thoại hay cái ipad như thế này đúng không? Thì các anh chị có thể tức là chạm chạm vuốt vuốt rất là đơn giản. Đó. Chạm chạm vuốt vuốt rất là đơn giản. Đó. Ok. Đó. Nhất là cơ mà nó mặc. Thứ hai là chăm lo con cái. Thứ ba là mua sắm tài sản. Thứ tư là tuổi già an nhàn. Thì đâu là việc quan trọng anh muốn thực hiện được? Đó. Thì, thì khách hàng có thể chọn một cái việc nào đó hoặc là hai hoặc ba hoặc bốn. Có những khách hàng bảo ừ việc nào chả quan trọng. Đó, việc nào chả quan trọng. Thì mình cũng đồng ý với khách hàng thôi, mình cũng sẽ đồng thuận với khách hàng đúng anh nhỉ? Việc nào cũng quan trọng bởi vì đây đều là những việc cần thiết. Đó. Thế nhưng mà, đó lại vuốt tiếp là sang trang khác đúng không? Lại vuốt tiếp sang trang khác. Đó, thế nhưng mà anh ơi, mình cần gì để thực hiện những cái việc đó? Nào, mình muốn đảm bảo cơ, cơm ăn áo mặc cho gia đình này, mình muốn đảm bảo có tiền cho con ăn học này thì mình cần cần có gì lúc này theo các anh chị khách hàng bảo cần có gì ạ à? cần có tiền đúng không nào ờ. hoặc là cần có sức khỏe đúng không nào thì khách hàng sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mà mình đang cầm trên tay đó, nó giống như trên 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 màn hình mà đang hiện ra trước mắt các anh chị đó khách hàng sẽ bảo ừ, um, phải khỏe cần có tiền đúng anh nói chuẩn mình phải đồng tình với khách hàng mà khách hàng nói có sai đâu đúng không anh chị anh nói đúng đó là mình phải có sức khỏe phải có tiền thế nhưng mà có ai biết trước được sức khỏe đâu Đúng không? chẳng ai biết trước được sức khỏe của mình như thế nào cả anh đồng ý chứ nào em cũng thế anh cũng thế hôm nay mình khỏe tuần sau tháng sau năm sau cũng mong là khỏe nhưng mà chả thể nói chắc được đó vậy thì vấn đề sức khỏe không biết trước còn tiền thì cách nào để có tiền nào cách nào để có tiền đó. thứ nhất là phải đi làm thứ hai là phải địa, tiết kiệm đúng chưa nào đó chúng ta có thể hỏi để khách hàng trả lời đó để khách hàng cùng trả lời. chứ chúng ta đừng thuyết trình, đó. chúng ta đừng thuyết trình, chúng ta đừng nói một mạch, mà chúng ta hỏi han, chúng ta biết ngắt nghỉ đúng chỗ để khách hàng vào cuộc với mình thì nó thành cái cuộc nói chuyện uh, tương tác giữa hai người thì nó mới mới tốt được, mới hiệu quả được. Đó. vậy thì rõ ràng là cần làm việc kiếm tiền đúng chứ anh uh, mình nhìn gật đầu, nhớ tạo nhu cầu là phải hỏi và nhìn gật đầu và phải tiết kiệm chứ không thể nào tiêu xài hết được. nhưng mà vấn đề ở chỗ đó mình lại chuyển sang cái hình ảnh tiếp theo nhớ nhá để trên điện thoại hay iPad thì vuốt một cái là nó sang. Tại sao tiết kiệm thu nhập lại bị hao hụt hoặc là mất đi? Đây nhà anh xem bốn cái nguyên nhân này. Thứ nhất, tiêu xài lãng phí này. Thứ hai, ốm đau bệnh tật này, thứ ba tai nạn bất ngờ. Thứ tư là gì ạ? À? Mình không sống được lâu. Thì rõ ràng là tiết kiệm nó hao hụt hoặc là nó sẽ mất đi bởi vì mình có kiếm được tiền nữa đâu khi mà mình không còn làm việc nữa. Đúng chưa anh? À, khách hàng cũng đồng tình các okay, anh chị các bạn là đều những là điều đều là những cái điều tất tất yếu mà những điều tất nhiên mà cho nên khách hàng sẽ đồng tình thôi. Tất nhiên là nó không có gì phức tạp, không có gì khó khăn cả. À, chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề. Nhớ tư vấn là phải đơn giản, phải gần gũi với đời thường. À, vì bảo hiểm nhân thọ là đời thường, tôi có cái gì mà mà phức tạp lên đâu các anh chị. Đúng không? Và khi mà khách hàng đồng ý là ừ đúng những nguyên nhân này, nó làm cho tiền bạc của mình bị suy giảm thì mình bắt đầu đưa ra hai cái hình thức tiết kiệm đó và anh ơi bây giờ em có hai cái hình thức tiết kiệm nhá đó hình thức thứ nhất ấy là gì ạ mình gửi bao nhiêu tiền chỉ có bấy nhiêu thôi à, và bị cám dỗ chi tiêu làm hao hụt đồng thời là gì ạ thất bại nếu như người trụ cột bị rủi ro cho nên cái hình thức thứ nhất là chỉ có được số tiền đã có tức là mình giữ tiền bao nhiêu nó có bấy nhiêu à, bỏ vào két bao nhiêu nó có bấy nhiêu gửi ngân hàng bao nhiêu nó có bấy nhiêu đúng không nào đó nhưng hình thức thứ hai là gửi số nhỏ lại được đảm bảo giá trị lớn. Đó, gửi 20, 30 triệu được đảm bảo tiền tỷ. Tạo được thói quen tiết kiệm đều đặn. Đó, năm nào cũng tiết kiệm. Cho nên là gì ạ? Nó đến đích. Và thứ ba, đến đích kể cả biến cố bất ngờ. Kể cả người trụ cột, người đang tiết kiệm gặp những vấn đề về sức khỏe hay vấn đề không thể tạo ra thu nhập nữa thì vẫn có được cái số tiền mình mong muốn. À, cho nên là gì? Cái hình thức tiết kiệm thứ hai giúp mình có được cả số tiền mình chưa có. Đó, vậy thì hai hình thức tiết kiệm này anh xem hình thức nào tốt, cách nào tốt. Thì rõ ràng lúc này ấy, thì thường là khách hàng sẽ bảo là cách hai hay tốt hơn đúng không? Ông lại bảo tôi chơi bảo hiểm chứ gì. Thế nào khách hàng cũng phát hiện ra điều đó các anh chị. Không sao cả các anh chị ạ, bởi vì là chúng ta không bảo khách hàng là là gửi tiền vào cách hai không không thôi đâu các anh chị ạ. À, mà chúng ta sẽ chia sẻ với khách hàng là không anh ạ, thực ra là cả hai hình thức tiết kiệm đều tốt. Hình thức thứ nhất để chúng ta tiết kiệm cho chi tiêu hàng ngày kế hoạch ngắn hạn. Còn hình thức thứ hai là để bảo vệ thu nhập và phục vụ những cái mục đích tiết kiệm cho dài hạn. Cho nên là cần chọn cả hai. Em muốn nói với anh là cần chọn cả hai hình thức tiết kiệm. Anh cứ giữ một ít tiền mặt, anh cứ gửi một chút ngân hàng, anh cứ mua vàng. Đó, thì đó là cái hình thức tiết kiệm thứ nhất. Còn hình thức tiết kiệm thứ hai đó chính là một cái cách thức để mà mình làm chủ cuộc sống và đảm bảo được những cái kế hoạch trong tương lai à, thì đó là cái giải pháp để bảo vệ thu nhập, bảo vệ cả những cái tiền bạc tài sản đang có và đồng thời giúp mình làm chủ cuộc sống để mà đảm bảo những cái kế hoạch trong tương lai và đó chính là bảo hiểm nhân thọ giúp mình được bình yên tâm trí, thanh thản tâm hồn, tỏa sáng ước mơ, gia đình hạnh phúc. À, lúc này lại phải đưa mấy cái câu văn vần vào đúng không anh chị? Ừ, cho nó mềm mại một chút, cho nó lãng mạn một chút, cho nó thơ cao một tí chứ còn thì mình cứ ngồi mình nói khô khốc khốc quá thì cũng không có cảm xúc lúc này mình bảo anh ơi đấy giải pháp bảo vệ uh, thu nhập đó chính là bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho mình được bình yên tâm trí thanh thản tâm hồn tỏa sáng ước mơ gia đình hạnh phúc uh, để em chia sẻ cho anh nghe đấy, lúc này mình có thể dừng lại ở trang này để mình lấy cái giải pháp mình chuẩn bị sẵn cho khách hàng rồi hoặc nếu chưa chuẩn bị thì mình sẽ uh, làm một cái bản minh họa cho khách hàng để mình chia sẻ cho khách hàng Đó Tất nhiên là chia sẻ cho khách hàng thì khách hàng sẽ không đồng ý ngay đâu đúng không anh chị? Ừ, hiếm lắm hiếm lắm hiếm hiếm khi khách hàng đồng ý tham gia ngay lắm, hầu hết người ta từ chối. Thế cho Nên là chúng ta cũng nên định hướng thêm cho khách hàng ở những cái trang sau. Đó là khách hàng thường họ bảo rồi tiền đâu mà chơi bảo hiểm, đó. Thì vào không anh ạ, à, anh cứ yên tâm tham gia bảo hiểm cũng không phải là tốn tiền lắm đâu. Mình chỉ tham gia bảo hiểm nhân thọ với khoảng 10% thu nhập của mình thôi, đó. hoặc là một tháng thu nhập mỗi năm sao cho cái mức bảo vệ thu nhập là bảo vệ được 5 năm thu nhập hiện tại Đó. còn nếu bảo vệ được 10 năm thì tất nhiên là tốt hơn Thế cho nên mình dành 10% thu nhập để tham gia bẩm nhân thọ thì chẳng ảnh hưởng gì được cuộc sống anh nhỉ Nó có 10% thu nhập thôi mà còn 90% anh vẫn phụng dưỡng cha mẹ vẫn cho con đi học vẫn lo được tất cả các chi phí khác trong gia đình vì mình dành có 10% thôi thì chẳng ảnh hưởng gì cho cuộc sống nhưng mà nếu như mình mất 100% thu nhập thì mới là mới là co mới ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của bản thân và gia đình đó cho nên em tin là anh sẽ quyết định được đó, thì lúc này khách hàng lại có thể bảo nhưng mà thôi cứ từ từ để tao còn nghĩ đã đó. tao không quyết định ngược ngay đâu phải từ từ thì rõ ràng là khách hàng trần trừ là cái điều tất yếu rồi chúng ta cũng thế thôi nếu như mình không phải là tư vấn viên bảo hiểm mình là khách hàng mà được người nào tư vấn bảo hiểm thì mình cũng bật từ từ đó, cho nên cái chuyện đó mình phải thông cảm với khách hàng thì mình phải chia sẻ tiếp với khách hàng em biết là tất nhiên là cũng không thể nào mà ép được anh nhưng mà mong anh quyết định càng sớm càng tốt bởi vì tại sao lúc này anh còn trẻ nhất, còn khỏe nhất và đủ điều kiện nhất những người mà đã già yếu rồi không tham gia được nữa những người đã ốm đau rồi theo anh có tham gia được nữa không hoặc là những người họ đã không còn sống nữa thì tham gia như thế nào cho nên anh lúc này khỏe mạnh trẻ trung phong độ thì rõ ràng là lúc tham gia bởi nhân thọ tốt nhất hôm qua không bao giờ trở lại ngày mai thì không biết mình thế nào Hôm nay là tốt nhất. Cho nên là em mong muốn được chia sẻ với anh hôm nay để anh quyết định càng sớm càng tốt, quyền quyết định là của anh chứ không phải của em. Nhưng mà em chia sẻ xong với anh em cũng cảm thấy thoải mái rồi. Đó, còn anh quyết định như thế nào. Đó là quyền của anh, nhưng mà em tin là anh sẽ tham gia. Đó, chúng ta lại đặt niềm tin cho khách hàng. Lúc nào cũng phải đặt niềm tin cho khách hàng, lúc nào cũng phải động viên, phải thúc đẩy khách hàng các anh chị ạ. Đó thì đây chính là cái bộ slide đó bộ slide mình cài vào máy điện thoại mình cài vào mình mình lưu trong ipad lưu trong điện thoại lưu trong máy tính mình lật lật các anh chị có thể tức là dùng cái này để tư vấn một một hay là tư vấn một nhóm hoặc là các anh chị sau này có những người làm hội thảo khách hàng ba bốn chục hàng trăm khách hàng chiếu cái này lên máy chiếu là có thể đứng được hội thảo rồi đó rất tuyệt vời rất đơn giản rất là rõ ràng các anh chị đó. nhưng mà nếu như anh chị muốn công nghệ hóa nữa đó thì các anh chị lại có thêm một cái công cụ nữa thực ra thì cái bộ slide này mình gặp trực tiếp khách hàng thì mình sẽ sử dụng được vuốt vuốt được nhưng mà hiện nay chúng ta lại không gặp được trực tiếp khách hàng đó ví dụ khách hàng chưa cho hẹn hay là khách hàng bận quá hoặc là dịch giã như thế này không gặp được trực tiếp thì mình làm cách nào đó thì mình làm cách nào thì đây là một cái video đây là một cái video một cái video mà À, An đã đọc cả cái lời thuyết minh, đó, An đã biên tập thành một cái video để các anh chị có thể gửi qua Zalo cho khách hàng, khách hàng xem. thì Thay vì mình phải gặp trực tiếp khách hàng để mà vuốt vuốt lật lật thì mình gửi cái video đó cho khách hàng xem. Thì cái video này nó là video bảo vệ thu nhập làm chủ cuộc sống. Để anh chị, tất nhiên là một cái điều rất là hay là khi nó gửi video cho khách hàng thì khách hàng phải biết là, là ai gửi cho khách hàng thì ở cái video này nó có hình ảnh của tư nhân viên có tên công ty có chức danh có tên của tư vấn viên có số điện thoại và email đó thì bây giờ ăn mời các anh chị xem một đoạn video ờ, mà cái video này thay vì chúng ta phải dùng bộ slide như vừa rồi thì chúng ta sẽ chưa cần phải gặp khách hàng và chúng ta không cần phải tự nói đó, mời các anh chị xem video này muốn xem một đoạn hay muốn xem tất cả xem tất cả nhé bởi vì nó cũng không dài xin mời các anh chị xem ai cũng cho rằng thu nhập là rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và tất nhiên là cái gì quan trọng thì cần phải bảo vệ. Vậy chúng ta thử cùng nhau trao đổi cách thức để bảo vệ thu nhập, làm chủ cuộc sống của mình và gia đình. Bạn hãy xem đâu là việc quan trọng mà mình muốn thực hiện được. Cơm ăn áo mặc cho gia đình. Chăm lo cho con cái được học hành. Việc mua sắm tài sản hay chuẩn bị cho tuổi già được an nhàn. Có việc nào là không quan trọng không? Có việc nào bạn muốn bỏ qua không? Chắc chắn là bạn muốn làm được tất cả những việc này. Thế nhưng bạn cần gì để thực hiện được những việc đó? Bạn cần có sức khỏe hay cần có tiền bạc? Người thì bảo phải có sức khỏe, người thì bảo phải có tiền. Nhưng đúng nhất thì cần cả hai cần cả sức khỏe và cần cả tiền bạc. Tuy nhiên, chẳng ai biết trước được sức khỏe của mình ngày mai như thế nào. Có thể hôm nay khỏe, nhưng ngày mai, tuần sau hoặc tháng sau đã yếu. ốm đau, bệnh tật có thể xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Sức khỏe thì không biết trước được, vậy đâu là cách để có thể có được tiền bạc? chắc bạn đồng ý rằng trước hết phải đi làm, phải làm việc mới có tiền. Đúng như thế, chúng ta phải làm việc để tạo ra thu nhập. Nhưng kiếm được bao nhiêu tiền mà lại tiêu xài cả bấy nhiêu thì còn hay hết? Chắc chắn là sẽ hết. Vì thế, chúng ta cần tiết kiệm một phần nhỏ thu nhập để tích lũy cho tương lai hoặc phòng khi cần tiền bất ngờ. Thế nhưng tiết kiệm và thu nhập lại bị hao hụt mất đi. Tại sao vậy? Theo bạn thì đâu là nguyên nhân trong số 4 nguyên nhân này? Tiêu xài lãng phí, ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ hay ra đi đột ngột. Bạn đồng ý là cả 4 nguyên nhân này đều làm cho tiết kiệm và thu nhập bị hao hụt, thậm chí mất hết. Vậy, bạn sẽ chọn cách nào để bảo vệ tiết kiệm và thu nhập trong hai cách sau đây? Cách thứ nhất, bạn gửi bao nhiêu tiền thì chỉ có bấy nhiêu. Bị cám dỗ chi tiêu làm hao hụt. Thất bại nếu người trụ cột bị rủi ro. Cách thứ hai, bạn gửi số tiền nhỏ nhưng lại được đảm bảo giá trị lớn. Tạo nên thói quen tiết kiệm đều đặn có kỷ luật. Đến đích kể cả người trụ cột gặp biến cố, rủi ro bất ngờ. Tóm lại, với cách thứ nhất bạn chỉ có được số tiền đã có. Còn cách thứ hai giúp bạn có được cả số tiền chưa có. Đến đây rất nhiều người chọn cách thứ hai, có thể bạn cũng thế. Nhưng nên chọn cả hai cách tùy vào mục tiêu tài chính. Cách thứ nhất để chi tiêu hàng ngày, thực hiện những kế hoạch ngắn hạn. Còn cách thứ hai là để bảo vệ thu nhập tiết kiệm cho con cái học hành và tích lũy cho tương lai tuổi già để thực hiện những kế hoạch tài chính trong dài hạn. Xin nhắc lại là nên chọn cả hai cách tùy vào mục tiêu tài chính. Và cách thứ hai đó chính là giải pháp để bảo vệ thu nhập và làm chủ cuộc sống. Giải pháp để bảo vệ thu nhập, làm chủ cuộc sống sẽ giúp bạn được bình yên tâm trí, thanh thản tâm hồn, tỏa sáng ước mơ và gia đình hạnh phúc. Đó chính là bảo hiểm nhân thọ. Và bây giờ thì bạn đang phân vân là không biết nên tham gia bảo hiểm nhân thọ với mức bao nhiêu tiền mỗi năm. Mong bạn lưu tâm đừng tham gia quá lớn mà ảnh hưởng đến những chi phí khác trong cuộc sống, nhưng cũng đừng tham gia quá nhỏ mà tiết kiệm sẽ được ít và khả năng bảo vệ tài chính sẽ bị thất. Chỉ cần dùng 10% thu nhập hoặc một tháng thu nhập mỗi năm là phù hợp, sao cho mức bảo vệ có thể thay thế được 10 năm thu nhập cho bạn nếu bạn không thể tiếp tục tạo ra thu nhập được nữa. Dành 10% thu nhập để tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nhưng nếu mất 100% thu nhập thì bạn sẽ lấy gì? để chăm lo cho bản thân và gia đình. Lúc này có thể bạn đang chần chừ, chưa muốn tham gia ngay. Vậy khi nào thì cần tham gia bảo hiểm nhân thọ? Khi nào là quyết định của bạn, không ai ép được bạn cả. Nhưng nếu để lâu, khi quá tuổi, già yếu sẽ hết cơ hội tham gia. Đến lúc ốm đau bệnh tật thì càng không thể có được bảo hiểm nữa. Và khi quá muộn rồi thì dù có muốn cũng chẳng được. Tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm càng tốt vì hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai chưa chắc đã tới nên hôm nay mới là thời điểm tốt nhất. Thưa các anh chị và các bạn, kết thúc video thì có một hình ảnh rất là dễ thương, rất là nhỏ nhắn rất là duyên dáng của tư vấn viên hiện lên vào một dòng chữ để được tư vấn hoạch định giải pháp tài chính bảo hiểm xin mời liên hệ tất nhiên liên hệ với ai liên hệ với chính tư ứng viên có tên trên video này và đây là video mà bạch kim cấp bản quyền cá nhân hóa cho tư ứng viên đặt video này của bạch kim vừa rồi thì an thấy các anh chị inbox rất là nhiều để đặt cái video đặt cái bộ slide mà an vừa chia sẻ với các anh chị và các bạn các anh chị các bạn cũng uh, lưu ý là hiện nay thì uh, online cùng với an uh, có bạn hằng bạch kim, uh, bạn uh, trung nguyễn và bạn uh, doanh nguyễn đó, đang tức là online để hỗ trợ các anh chị các bạn và an cũng vừa có ghim lên uh, uh, trên tức là, tức là tức là bài ghim ghim một cái comment của an ấy đó chính là các anh chị lưu ý là an chỉ có một cái tài khoản duy nhất để mà nhận cái việc đặt sách cũng như đặt video và đặt tức là các cái sản phẩm dịch vụ của bạch kim thôi đó chính là tài khoản của ngân hàng ngoại thương, ngân hàng ngoại thương với số tài khoản là 002 Các anh chị lưu ý như vậy thì ăn có ghim lên rồi, các anh chị để ý. Bởi vì tại sao? Vì là cũng có một số người nào đó hiện nay thì đã và đang sao chép lại những cái video, những cái tài liệu của Bạch Kim một cách rất là nhôm nhoem, một cách rất là nhôm nhoam, tức là ăn cắp bản quyền ấy của Bạch Kim và có làm cho một số các anh chị các bạn thì trông nhôm nhòm lắm. Ví dụ như là lấy cái video vừa rồi sau đó thì ghép ảnh rồi sửa tên thì trông nó nghiệp dư lắm các anh chị ạ. Mình là tư vấn viên chuyên nghiệp mình gửi đến cho khách hàng nó phải là những cái gì nó bản quyền, những gì nó đẹp, nó chính thống của mình. Hơn nữa thưa các anh chị các bạn là mình là cái người chuyên nghiệp thì mình đừng có sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ ăn cắp các anh chị ạ. Mình phải sử dụng cái bản quyền đặt hàng đàng hoàng rõ ràng nó mình đầu tư một cách Tức là đàng hoàng thì kết quả nó sẽ tỏa sáng hơn rất là nhiều, thưa các anh chị và các bạn. Vậy thì cái bộ slide và video vừa rồi, uh, hiện nay Bạch Kim đang cung cấp cho tất cả các anh chị tư vấn viên bảo hiểm ở bất cứ công ty nào. Vì với An thì cứ tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đều là bạn, đều là đồng nghiệp cả. chứ không có phân biệt một công ty nào hết. Tuy nhiên là các anh chị uh, đang muốn biết là cái mức bao nhiêu. Uh, lúc nãy thì các anh chị chưa biết là giá bao nhiêu đã đặt hàng rất là nhiều rồi, đúng không ạ? hình như các anh chị thấy nó hay quá và các anh chị chấp nhận mọi mức giá đúng không nào các anh chị lưu ý hiện nay bạch kim đang cung cấp chọn bộ là một triệu rưỡi chọn bộ tức là cả bộ slide và cả video cộng lại sở hữu cả hai luôn chọn bộ là một triệu năm trăm ngàn đồng tuy nhiên hôm nay là đầu xuân thì sẽ có gì ạ à? theo các anh chị đầu xuân có nên lì xì không nhỉ hay là hết tết rồi nhỉ hình như là hết tết rồi hôm nay là tận mùng mấy rồi các anh chị ồ hôm nay hết Tết rồi à? Thế thôi không lì xì nữa nha. À, Tết bởi vì người ta bảo là 3 ngày Tết thôi, nó chỉ có 30 mùng 1, mùng 2, đi sang đến mùng 3 là hết Tết rồi. Cho nên là hôm nay là quyết định là thôi không lì xì hay là có lì xì ạ? À? Nào các anh chị trả lời là lì xì hay không nào? Có lì xì đúng không? Ồ, ừ, vẫn có lì xì, lì xì lâu thế, lì xì đến hết tháng riêng à? <laughs> rồi tiếp các anh chị là vạch kim lì xì đầu xuân, không phải là giá gốc 1 triệu 500 mà lì xì 500 ngàn. Cho nên là gì cái bộ chọn bộ cả slide cả video thì là một triệu đồng các anh chị hãy nhanh chóng đặt để các bạn nhân viên bạch kim phục vụ các anh chị bởi vì là sẽ rất nhiều các anh chị đặt hàng cho nên là ai đặt trước sẽ được phục vụ trước sẽ được nhận slide và video trước để chúng ta có công cụ chúng ta online với khách hàng của mình được sớm hơn được hiệu quả hơn nhưng mà ăn nhắc trước các anh chị nhá nếu mà có đặt thì về phải, phải dùng phải dùng thường xuyên dùng hàng ngày giống như quyển sách mua về là phải đọc hay là thuốc mua về thì phải uống chứ còn thì đặt về sau đó thì không dùng hay dùng ít sau này lại bảo là em đặt rồi nhưng mà không hiệu quả thì đó là việc chúng ta lười sử dụng cái gì có mà không dùng thì để không nó cũng chẳng có tác dụng gì cả đó cho nên anh xin nhắc lại là chọn bộ cả bộ slide và cả video kèm theo đó chúng ta trình bày được thì chúng ta dùng slide chúng ta tự trình bày còn nếu chúng ta chưa trình bày được chúng ta dùng video chúng ta nghe hay chúng ta gửi cho khách hàng cũng được đó. thích dùng cách nào thì dùng hai tay hai súng hai tay hai súng bắn súng nào thì bắn cho nó phù hợp đó thế thì chọn bộ như vậy là bạch kim đang cung cấp với giá một triệu rưỡi nhưng hôm nay lì xì 500 cho nên còn một triệu thôi vì thế các anh chị nhanh chóng để để đặt và thưa các anh chị là như vậy là anh vừa chia sẻ với anh chị về cách thức tạo dựng nhu cầu là gồm có khích lệ khách hàng này và đặt câu hỏi bây giờ có một cái cách thức tạo dựng nhu cầu rất thú vị đó chính là các anh chị có thể sử dụng những bài thơ để đọc trực tiếp cho khách hàng nghe Nếu như mà khách hàng nào thích thơ Đúng không? Ờ, có lần thì An hướng dẫn các anh chị uh, Tức là hát cái bài hát 90 năm cuộc đời đó Theo cái bài 60 năm cuộc đời Đúng không nào? Để uh, lúc nào mà ngồi hát với khách hàng thì hát 90 năm cuộc đời Thôi hôm nay thì An không hướng dẫn cái bài đó Thì hôm nay An hướng dẫn các anh chị là, là Nếu như mà có một vài bài thơ vui bảo hiểm Thì mình đọc cho khách hàng nghe Hoặc là mình gửi tin nhắn cho khách hàng đọc hoặc mình đăng lên face cũng rất là vui mừng thông báo với anh chị và các bạn thì anh đã xong cái bản thảo 26 bài thơ, 26 bài thơ bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị tháng 3 này sẽ phát hành tập thơ bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, không chỉ ở Việt Nam đâu mà anh biết trên thế giới đấy, vì trên thế giới chả có cái ông khùng nào ông làm thơ bảo hiểm cả, mới ở Việt Nam có thôi. Cho nên là sẽ có một tập thơ bảo hiểm nhân thọ để gửi tặng các anh chị và các anh chị có thể tặng cho khách hàng của mình còn bây giờ ăn đọc cho anh chị nghe một vài bài vừa là thư giãn đúng không vừa là các anh chị có thể có thêm những cái tư liệu thêm những cái bài thơ để gửi tặng cho khách hàng để tạo nhu cầu à, bài thơ thứ nhất các anh chị đó là bài ngại gì bài thơ này để động viên các anh chị khích lệ các anh chị hãy mạnh dạn hãy chăm chỉ đến gặp khách hàng của mình để tư vấn bảo hiểm nhân thọ bởi vì xã hội có rất nhiều công việc và nghề nghiệp tốt đẹp trong đó nghề tư vấn tài chính bảo hiểm là một nghề rất tốt đẹp mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng cho cuộc đời miễn là các anh chị tư vấn bằng tâm của mình tư vấn đúng cho khách hàng ăn đọc tặng các anh chị bài thơ ngại gì ngại gì gặp gỡ khách hàng bảo hiểm nhân thọ rõ ràng công khai kế hoạch tích lũy lâu dài bảo hiểm bảo vệ thu nhập gia tài vẹn nguyên ăn đọc lại cho anh chị nghe nha, xúc động quá nên đọc nó nhầm một một từ. Đọc. Bài thơ ngại gì? Ngại gì gặp gỡ khách hàng? Bảo hiểm nhân thọ rõ ràng công khai, kế hoạch tích lũy lâu dài bảo vệ thu nhập gia tài vẹn nguyên. Ngại gì gặp bạn thân quen chia sẻ trao đổi đâu vay nợ gì? Bảo hiểm tiết kiệm định kỳ đầu tư chắc chắn, cho đi nhận về. Ngại gì gặp họ gặp hàng, gặp cô gặp bác trong là ngoài thôn, bảo hiểm kiệt tác trí khôn, cùng tình nhân ái tâm hồn yêu thương. Ngại gì gặp khách bốn phương, giảm bớt gánh nặng, đường đời thêm an. Bảo hiểm hợp pháp đàng hoàng, làm nghề tư vấn, nghiệp vàng thanh thang. Các anh chị, hắn thích nhất hai câu cuối cùng. Bảo hiểm hợp pháp, đàng hoàng, làm nghề tư vấn, nghiệp vàng, thanh thang. Chúc các anh chị luôn luôn có nghiệp vàng và thanh thang trên bước đời, bước đường thành công của mình với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Đó là bài thơ thứ nhất. Bài thơ này thì thỉnh thoảng mình xem mình động viên chính bản thân mình. À, hoặc là mình gửi cho khách hàng của mình. Có nhiều người cứ bảo... Mà mày hết việc rồi mày phải đi làm bảo hiểm, đó người ta không thích mình, người ta nghĩ rằng là cái công việc của mình cái nghề nghiệp của mình nó không hay à, thì mình gửi cho họ họ xem để họ biết rằng nghề tư vấn bảo hiểm cũng như rất nhiều nghề nghiệp hợp pháp đàng hoàng khác không có nghề nào hợp pháp là nghề xấu cả mà chỉ có những người tự làm xấu mình trong nghề nghiệp của mình mà thôi thưa các anh chị và bây giờ thì ăn đọc cho anh chị nghe bài thơ tiếp theo là bài thơ thứ hai vừa rồi dịp tết thì uh, nhậu nhạt có nhiều không các anh chị chắc là tết nhất thì cũng có chén thùi chén tạc đúng không có chén nọ chén kia uh, tất nhiên là khi ngồi nhậu ấy thì thường là chúng ta hay uh, nhớ đến cái câu là rượu ngon phải có bạn hiền đúng không nào thế bây giờ ăn đọc cho anh chị nghe cái bài thơ đâu là bạn hiền bài thơ này là một bài thơ mà các anh chị các bạn cũng một số người biết rồi À, tất nhiên nhiều bạn chưa biết đâu. Vì hôm nay hiện nay có hàng nghìn các bạn, hơn nghìn bạn đang, đang 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 online cùng với An. An đọc tặng các bạn. Đâu là bạn hiền? Rượu ngon phải có bạn hiền. Đến khi nằm viện, bạn hiền mất tiêu. Biết thế tiết kiệm ít nhiều, tham gia bảo hiểm thương yêu lấy mình. Chẳng may đau ốm bệnh tình, có tiền chữa bệnh, gia đình bớt lo sống lâu thì nhận tiền to độc lập tài chính tự do về già từ nay thôi bớt la cà quán xá nhộ nhẹt bê tha tốn tiền bảo hiểm mới thực bạn hiền cho tôi cho bạn bình yên cuộc đời hai câu cuối cũng rất hay các anh chị ăn rất thích có thể đối với nhiều người không hay nhưng mà ăn thích và ăn coi nó là hay bảo hiểm mới thực bạn hiền cho tôi cho bạn bình yên cuộc đời tất nhiên thưa các anh chị chúng ta còn có những người bạn bằng xương bằng thịt rất quý giá nhưng đó là những người bạn tinh thần còn bảo hiểm là một người bạn vật chất cuộc sống này chỉ trọn vẹn và hạnh phúc khi có cả những người bạn tinh thần và có cả những người bạn vật chất vì thế chúng ta mang bảo hiểm đến cho khách hàng là mang đến cho khách hàng thêm những người bạn trong cuộc đời. Đó là người bạn vật chất giúp khách hàng có tiền trong mọi tình huống của cuộc đời. Thế mà vẫn có những khách hàng từ chối chúng ta thẳng thừng. Đặc biệt, có những khách hàng hay lần nữa bằng cách là bảo với chúng ta là thôi từ từ để tớ về. Còn hỏi chồng, còn phải hỏi vợ đã đúng không nào. Ờ, có một lần An có bắt được cái ý này uh, trên uh, Facebook của bạn Hà Văn Sang. Liên quan đến cái ý là hỏi chồng hỏi vợ. Thì An với uh, viết cái bài ai ơi để gửi tặng cho những khách hàng mà chần chừ muốn hỏi chồng hỏi vợ. Ăn đọc các anh chị nghe bài ai ơi. Ai ơi chú có giải khờ tự yêu mình trước rồi chờ chồng yêu. Bảo hiểm sao phải nghĩ nhiều, hỏi chồng chưa chắc chồng chiều theo đâu. Tham gia luôn, chớ đợi lâu, chồng mà ăn nhậu có đâu hỏi mình. Đó thưa các anh chị, bảo hiểm là một cái việc tốt. Thì chúng ta cứ tham gia luôn, tham gia xong. Trong thời gian 21 ngày tự do xem xét, mình đang được bảo hiểm rồi mình hỏi cho nó an toàn, và cho nó lành đúng không nào? và thực sự là chúng ta hỏi chồng chắc gì chồng đã đồng ý mà nhiều lúc chồng của mình ăn nhậu tiêu pha tiền bạc đâu có hỏi mình cho nên mình cứ tham gia đi rồi về hỏi rồi về chia sẻ rồi về trình bày nó sẽ tốt hơn rất là nhiều chưa tham gia mà hỏi thì hỏi bằng cái gì lại có những khách hàng bảo là thế để tớ còn hỏi vợ thì cũng cái bài này thôi chỉ cần đọc ngược lại đó là Ai ơi chớ có dại khờ tự yêu mình trước rồi chờ vợ yêu. Bảo hiểm sao phải nghĩ nhiều hỏi vợ chưa chắc vợ chiều theo đâu. Tham gia luôn, chớ đợi lâu, vợ mà mua váy có đâu hỏi chồng. Các anh chị ạ, à, cuộc sống nhiều lúc mình tiêu pha tiền bạc lãng phí, mình làm những cái điều không tốt thì mình cứ âm thầm, mình cứ giấu giếm mình làm. Còn những việc tốt thì mình lại cứ đắn đo, mình cứ phải hỏi. Thì đó cũng là một cái thông điệp rất là bổ ích lý thú mà chúng ta có thể chia sẻ với cho khách hàng tất cả chỉ với mong muốn là làm sao khách hàng sẽ được bảo vệ sớm nhất thưa các anh chị bây giờ thì trời đã vào Bài thơ nào sẽ giúp chúng ta Động viên chia sẻ Hóa giải Lời từ chối phổ biến nhất không có tiền của khách hàng Anh tặng anh chị bài thơ Đừng nói không có tiền Mỗi tháng dăm 3 triệu Khi rượu lại khi bia Khi trò nọ món kia Không kêu ca tốn kém Nhắc tham gia bảo hiểm một tháng hai triệu thôi thì bĩu dài cái môi rằng tiền tôi đâu có có tiền ăn tiền nhậu có tiền tậu đồ chơi có tiền vào sông hơi sao bảo không có tiền bảo hiểm là bạn hiền kiểu gì cũng trả tiền nhẹ vào rồi ra viện nặng đi theo tổ tiên chúc người người bình yên khi tham gia bảo hiểm Đừng nói không có tiền Bảo hiểm cần ưu tiên Các anh chị các bạn thấy đúng chưa? Rất đúng về thực tế Rất đúng về thực tại Rất nhiều người Ăn nhậu, đập phá, chơi bời Mỗi tháng có khi hàng chục triệu Vẫn có tiền Nhưng bảo tham gia bảo hiểm 500 ngàn một tháng thôi Một triệu thôi, hai triệu thôi lắc đầu không có tiền hai câu cuối nói lên rất nhiều điều đừng nói không có tiền bảo hiểm cần ưu tiên vì chúng ta ưu tiên tiền cho việc gì việc đó sẽ có tiền ai ưu tiên tiền cho ăn nhậu thì có tiền ăn nhậu ai ưu tiên tiền cho lên đời điện thoại thì có tiền lên đời điện thoại ai ưu tiên tiền cho karaoke cho sông hơi thì ăn chơi có tiền còn ai ưu tiên tiền cho bảo vệ tương lai, bảo vệ hiện tại của gia đình để tham gia bảo hiểm nhân thọ thì sẽ có tiền tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đó chính là bài thơ Đừng nói không có tiền. Các anh chị thấy hay cho một số like, một số tim và chúc các anh chị sẽ sử dụng tốt những bài thơ này để mà tư vấn cho khách hàng của mình. Thưa các anh chị và các bạn, như vậy chúng ta có rất là nhiều những cái cách thức để mà có thể tạo dựng nhu cầu cho khách hàng kể cả là thơ ca nhưng mà có một cái cách thức có một cái có một cái cách thức rất là là phổ biến một cách thức rất là hiệu quả đó chính là chúng ta nên sử dụng các cái ý tưởng nên sử dụng các cái ý tưởng để mà tạo dựng nhu cầu cho khách hàng đấy cũng là cái phương pháp rất là hiệu quả mà anh đã từng chia sẻ rất nhiều với các anh chị và các bạn ý tưởng thì có nhiều ý tưởng lắm hiện nay thì trên facebook an cũng thấy rất là nhiều anh chị và các bạn chia sẻ những ý tưởng rất là hay đó, rất là hay rất là nhiều những ý tưởng hay trên facebook cũng có à, rất là nhiều nguồn khác nhau à, hoặc là gì ạ à? trong sách thì cũng có rất là nhiều các ý tưởng khác nhau không chỉ sách của an đâu mà sách của một số tác giả khác nữa cũng có những ý tưởng rất là tốt rất là hay ăn à, lấy ví dụ đây này trên tay an thì có một cái cuốn sách um, mới nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ phải nói là mới nhất tại sao mới nhất thưa anh chị bởi vì là cuốn sách này mới chỉ in demo mới bản tức là đầu tiên thôi còn thì khoảng độ một tuần nữa thì mới có khoảng một nghìn cuốn nữa cuốn sách này là cuốn sách bảo hiểm nhân thọ mỗi ngày một câu chuyện của anh nguyễn trí hùng à, anh nguyễn trí hùng là người kể chuyện bảo hiểm nhân thọ đấy à, nhiều anh chị và các bạn biết anh nguyễn trí hùng trên facebook rồi anh nguyễn trí hùng rất là hay viết những cái câu chuyện mỗi ngày để mà nói về bảo hiểm nhân thọ đó. thế thì an thấy những cái câu chuyện của anh hùng cũng rất là tốt rất là có ý nghĩa thì an với trao đổi với anh hùng về việc là uh, in và viết ra thành một cuốn sách thì anh hùng có ủy thác cho an và công ty truyền thông đào tạo bạch kim uh, xuất bản cuốn sách bảo hiểm nhân thọ mỗi ngày một câu chuyện cuốn sách mới nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ tuần sau mới có thì đây là cái bản mà mà in tạm để an biết thôi thì cuốn sách này cũng rất là hay rất là thú vị rất là đẹp uh, rất là nhiều những cái câu chuyện về ý tưởng trong này đó và cuốn sách này thì được nhà xuất bản uh, phát hành định giá với giá 200.000 ngàn các anh chị ạ, cho nên cũng rất là tốt để các anh chị có thể đọc, có thể tham khảo. Uh, đọc sách của nhiều người sẽ tốt hơn là đọc sách của một người các anh chị ạ. Đó. Mặc dù thì an viết sách nhưng mà an vẫn giới thiệu sách của những người khác. Thực sự thưa các anh chị các bạn là nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ là nghề chia sẻ uh, và an cũng như vậy, an chia sẻ và an đang tức là cố gắng là là động viên cổ vũ thêm nhiều bạn khác viết sách và cũng hỗ trợ cho những tác giả khác để Phát hành được sách về bảo hiểm với mục đích là giúp cho ngành bảo hiểm của chúng ta có nhiều sách hơn để cho bảo hiểm nhân thọ ngày càng phát triển hơn. Thì đây là cuốn sách rất là thú vị. Các anh chị có thể đặt cuốn sách này thông qua các bạn Bạch Kim. Bảo hiểm nhân thọ mỗi ngày một câu chuyện. Đó, cuốn sách này của anh Nguyễn Trí Hùng uh, viết và biên soạn bởi uh, biên tập viên uh, truyền hình bảo hiểm. Uh, đó chính là bạn Nguyễn Hoàng Hoa Lê. Uh, cuốn sách 200.000 đồng. anh chị rồi thì các anh chị nên đọc những cái cuốn sách nó có những cái ý tưởng bởi vì chúng ta đừng có bán cái gì trước khi mà chúng ta bán ý tưởng các anh chị ạ. Chúng ta phải bán ý tưởng trước rồi sau đó chúng ta mới nói đến sản phẩm. À, có rất là nhiều những ý tưởng khác nhau. À, rất là nhiều ý tưởng khác nhau. Ví dụ như là vừa rồi thì An có viết những cái ý tưởng ví dụ là 5T để có một sức khỏe tốt này, hay là bàn tay tài chính 5 ngón này, hay là 5 khoản tiền từ bảo hiểm, rất nhiều ý tưởng khác. An thí dụ như thế này, về cái ý tưởng là bàn tay tài chính năm ngón đó. Trong những cái cuộc tư vấn cá nhân cũng như trong những cái cuộc mà ăn đứng hội nghị hội thảo với khách hàng thì ăn có hỏi khách hàng là bàn tay chúng ta là phổ biến là có mấy ngón, khách hàng bảo có năm. Thế thì cái việc quản lý tài chính nó cũng như vậy, nó chỉ trên một bàn tay thôi. Như thế này nhá. Nó có năm ngón thì cái ngón nhỏ nhất là ngón út. Đây chính là giữ tiền mặt, tự giữ tiền mặt. Ờ, tự giữ tiền mặt. Cho nên tự giữ tiền mặt thì giữ ít thôi giữ những khoản tiền nhỏ thôi. Và cái thứ hai là cái ngón út này nó nó mất đi cũng không ảnh hưởng gì đến quá nhiều cái bàn tay. Có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Cho nên là giữ tiền mặt không quan trọng lắm. Đó, mà giữ thì giữ ít thôi. Cái thứ hai thì cái ngón này là cái ngón nhẫn. Ờ, thì cái ngón này chính là để đeo nhẫn. Thì cái ngón này là tích chữ vàng bạc. Đó. Thì chúng ta cũng nên tích chữ vàng bạc nhưng mà cũng không nên quá nhiều. Và cái nữa là thực sự cái ngón này nếu như mà nó có bị làm sao, nó thì cái bàn tay vẫn có thể hoạt động được cho nên là nhiều gia đình người ta không tích chữ vàng nhiều người không tích chữ vàng họ vẫn có cuộc sống tài chính rất là ổn không có vấn đề gì đó nhưng mà tất nhiên có là tốt đúng không bàn tay có 5 ngón thì tốt hơn là có ba ngón có bốn ngón cái thứ ba là cái ngón giữa này là ngón ngắn nhất hay dài nhất ạ à, thường là cái ngón giữa này sẽ là ngón dài nhất đó thì cái này chính là là góp vốn đầu tư bởi vì đầu tư không phải là câu chuyện của ngắn hạn mà đầu tư phải là câu chuyện của dài hạn đó cho nên ai mà đã đầu tư thì phải nghĩ đến tương lai lâu dài và nhất là những cái khách hàng mà tham gia những cái sản phẩm đầu tư thì chúng ta phải khuyến khích họ là phải để lâu dài thì nó mới có lợi nhuận lãi gộp lãi kép cái lợi nhuận đầu tư nó tốt hơn đó và cái ngón thứ tư này tức là cái ngón tay trỏ này thì cái ngón này là cái ngón rất là quan trọng cái ngón này rất là linh hoạt làm được mọi việc làm được nhiều việc khác nhau đúng không rất nhiều việc khác nhau và khá là quan trọng rồi đó thì cái ngón này Tượng trưng cho tiết kiệm ngân hàng, tiền tiết kiệm ngân hàng. Tiết kiệm ngân hàng thì rất linh hoạt, mình gửi vào lúc nào cũng được, mà lấy ra lúc nào cũng được. và hiện nay thì có rất nhiều những cái hình thức thanh toán online, thanh toán điện tử, đúng không? Thì tiết kiệm ngân hàng sẽ là rất là tốt, đó, rất là tiện lợi. Nhưng mà cái bàn tay nó có 5 ngón, và cái ngón quan trọng nhất ấy, thì cái gì quan trọng thì sẽ có một cái chữ rất là phổ biến là chữ cái, tức là ngón cái, đó. Ví dụ sông cái là con sông chính, đó. đũa cái là cái đũa lớn, trong một cái bữa ăn đúng không? đó vậy thì rõ ràng cái chữ cái nó rất là quan trọng ngay cả nói về con người thôi cái chữ cái là là biểu hiện cho phụ nữ đúng không? mà phụ nữ quan trọng lắm bởi vì có một cái câu như này vừa vui và rất đúng nha là chỉ có đàn bà mới sinh ra đàn ông chứ không có đàn ông sinh ra đàn bà chúng ta thấy vào bệnh viện sinh con thì chỉ có phụ nữ vào bệnh viện sinh con chứ làm gì có nam giới vào bệnh viện sinh con đúng không? còn những cái phương pháp khác mình không nói nhưng mà phải nói một cách tự nhiên là như vậy cho nên là gì cái ngón cái nó cực kỳ quan trọng cái bàn tay mà mất đi ngón cái này thì, thì hầu như nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các chức năng khác nhau thì cái ngón cái này trong cái bàn tay tài chính nó chính là bảo hiểm nhân thọ nó chính là bảo hiểm nhân thọ nó sẽ bảo vệ nó sẽ hỗ trợ nó sẽ kết hợp nó sẽ che chở nó sẽ nâng đỡ à, rất nhiều các cái con ngón tay khác đó cho nên là gì đây là một cái ý tưởng rất là mới rất là hay gọi là bàn tay tài chính thì nhiều lúc mình ngồi mình nói chuyện nó rất đơn giản nó rất là gần gũi nhưng mà nó rất là đúng rất là logic để khách hàng có thể hiểu được là tại sao chúng ta phải có bảo hiểm nhân thọ. À, chúng ta cần giữ cả tiền mặt, chúng ta cũng có thể mua vàng, chúng có thể đầu tư, chúng ta có thể gửi tiền ngân hàng nhưng phải có bảo hiểm nhân thọ. Đó, bảo hiểm nhân thọ. Đó, thế thì cái ý tưởng như vậy nó sẽ giúp cho mình nói chuyện với khách hàng dễ hơn. Thì các anh chị các bạn biết rằng là cái cuốn sách 1001 ý tưởng bảo hiểm nhân thọ thì An đã xuất bản 10 năm rồi. Hiện nay thì không còn cuốn nào phiên bản cũ đang chờ cái phiên bản mới được tái bản lần thứ 11, được tái bản lần thứ 11 và tái bản lần thứ 11 này thì có thêm 12 ý tưởng mới và bìa là bìa cứng, khổ lớn, chữ ký của tác giả trong sách và đầu tháng 3 thì mới có sách. Đó thì cái cuốn sách 1001 ý tưởng lần này được tái bản, Đó, ăn có viết lại và thêm những ý tưởng mới để các anh chị có thêm nhiều ý tưởng để chúng ta chia sẻ cho khách hàng. Và cái giá bìa thì 300 ngàn một cuốn sách thôi. Đó, 300 ngàn cuốn sách rất rẻ. Nhưng mà đầu xuân thì các anh chị được lì xì 100 ngàn. Cho nên nó bằng cái cuốn sách của phiên bản cũ là còn có 200 ngàn. Và đặc biệt là được tặng thêm một cuốn sách động viên đáng giá triệu đô. Đó, riêng hôm nay quyết định như vậy thì các anh chị cũng lưu ý là nhanh chóng. Ai biết cái cơ hội này hôm nay thì nhanh chóng đặt cuốn sách này. Đó, đó. Ờ Hồng Thắm đã đang comment là sách rẻ quá kìa. Đó, đúng. Hôm nay thì rẻ thật bởi vì là đầu xuân, nó không có cái cơ hội này cho những cái lần khác các anh chị ạ. Đó. Thế thì sách này nhưng mà cái phiên bản mới này các anh chị nhớ là phải đầu tháng 3 mới có sách các anh chị nhá. Đó, thì các anh chị cứ đặt, rồi các bạn nhân viên Bạch Kim sẽ hỗ trợ các anh chị để đặt sách. Đó. Thì đó chính là cái ý tưởng để mà chúng ta tạo dựng nhu cầu cho khách hàng. Đó. Tuy nhiên, buổi tối ngày hôm nay phần còn lại trước khi mà chia tay các anh chị thì anh muốn các anh chị sẽ biết thêm một cái phương pháp nữa để mà tạo dựng nhu cầu một cách rất là hiệu quả đặc biệt là trong cái thời đại công nghệ khi mà chúng ta chưa cần gặp trực tiếp khách hàng và chúng ta tiết kiệm được thời gian giảm thiểu được công sức bớt chi phí đi lại bớt những cái chi phí về giao tiếp mình khẳng định được cái tính chuyên nghiệp hơn thì chúng ta nên sử dụng những cái video online để mà có thể tạo dựng được nhu cầu cho khách hàng vậy thì sử dụng cái video online như thế nào thì trong những cái cuộc chia sẻ khác thì An cũng đã nói chuyện với các anh chị rồi. Tuy nhiên là bây giờ An sẽ uh, hướng dẫn các anh chị sử dụng một vài cái video mới. Để các anh chị biết rằng là ngoài những cái video mà có thể một số các anh chị đã có. Thì đây là những cái video mới nhất. Mà rất là hay là những cái video này nó cực kỳ ngắn gọn. Những cái video này nó cực kỳ rõ ràng, đơn giản. Nó chỉ có 60 giây thôi. Mình gửi cho khách hàng là khách hàng xem xong đã có thể thấy cần bảo hiểm nhân thọ rồi. Nhưng mà trước khi gửi video... Đó... Uh, thì mình nhắn tin cho khách hàng trước đã. Tất nhiên là cái người khách hàng đó thì mình phải kết bạn Zalo đúng không? Mình phải kết bạn Facebook rồi, mình có thể nhắn tin để mình gửi video. Thí dụ như ăn uh, gửi cho một khách hàng tên là Nam chẳng hạn, ăn nhắn một cái tin như thế này. Anh Nam ơi, hôm nay thứ hai đầu tuần. À, ví dụ hôm nay là thứ hai nhá, giả sử hôm nay là thứ hai đầu tuần. Vì cái bộ video này nó là 7 video, nó tương ứng với thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. À, cho nên nếu đầu tuần mà mình nhắn tin cho khách hàng, mình sẽ anh Nam ơi à, hôm nay thứ hai đầu tuần em thu chúc anh nam một tuần làm việc hiệu quả nhé mong anh xem video chỉ một phút này để có thêm cách thức bảo vệ thu nhập ạ à. em cảm ơn anh đó thì mình gửi tin nhắn thì mình phải chào hỏi khách hàng mình phải chúc mừng khách hàng đã để khách hàng đỡ thấy bị làm phiền đó thì mình gửi một cái tin nhắn như vậy thôi anh nam ơi hôm nay thứ hai đầu tuần em thu chúc anh một tuần làm việc hiệu quả mong anh xem video chỉ một phút này để có thêm cách thức bảo vệ thu nhập Em cảm ơn anh Thế là mình gửi một cái video rất là ngắn Các anh chị xem có 60 giây này Đó là video thứ hai Bảo vệ thu nhập Bảo vệ thu nhập Hôm nay thứ hai Bạn bắt đầu một tuần làm việc mới để tạo ra thu nhập Nguồn tiền quan trọng nhằm đảm bảo cuộc sống của bản thân cùng gia đình yêu thương Cái gì quan trọng thì cần phải bảo vệ Vậy thu nhập của bạn được bảo vệ bằng cách nào? Nếu giữ tiền mặt thì chỉ có số tiền đang giữ, nếu gửi ngân hàng thì chỉ có số tiền đã gửi, nếu mua vàng thì chỉ có số vàng đã mua, nếu tự đầu tư hay góp vốn kinh doanh thì cũng chỉ có số vốn đã góp và chắc gì đã có lợi nhuận. Hơn nữa, bảo vệ thu nhập là cách thức chỉ cần dùng một số tiền nhỏ mà lại đảm bảo được khoản dự phòng tài chính lớn bằng thu nhập trong 5 năm. 10 năm, thậm chí lâu dài hơn nếu sức khỏe không còn. Và chỉ bảo hiểm nhân thọ mới có được chức năng bảo vệ thu nhập này. Đó, các anh chị thấy, chỉ 60 giây thôi chúng ta đã giúp khách hàng hiểu rằng bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ thu nhập. Thì tại sao cái ngày thứ hai đầu tuần lại về gửi cái video bảo vệ thu nhập? Bởi vì thứ hai là ngày đầu tiên làm việc trong tuần. Cho nên chúng ta nhắc nhở khách hàng về thu nhập là điều rất là tự nhiên và dễ hiểu sau khi mà chúng ta gửi cho khách hàng video rồi mà thấy khách hàng đã xem rồi khách hàng có thể xem ngay hoặc khách hàng xem một cái lúc nào đó nhưng chúng ta thấy chữ đã xem rồi đúng không thì chúng ta lại phải hỏi một cái câu thử để chốt xem như thế nào xem cái phản ứng khách hàng như thế nào đó chứ chúng ta mà gửi video mà sau đó chúng ta không hỏi khách hàng ấy thì chúng ta không biết được cái phản ứng của họ thí dụ chúng ta gửi một câu là anh nam sẽ tham gia bảo hiểm nhân thọ với mức bao nhiêu tiền mỗi năm ạ 50 triệu hay nhiều hơn à, chúng ta đưa ra một cái giả định là khách hàng đồng ý chúng ta hỏi cái mức tham gia để xem phản ứng của họ như thế nào đó chứ anh chị đừng chờ khách hàng nó không bao giờ họ tự trả lời cả thì lúc này nếu như mà năm ăn năm thua đi nếu mà hên 50 50 nào mà khách hàng nào mà tham gia thì họ sẽ trả lời ví dụ có những khách hàng họ bảo không anh không mua được nhiều thế đâu anh chỉ tham gia 15 20 triệu thôi thì rõ ràng là mình đã có cái cơ hội còn nếu mà khách hàng chưa đồng ý thì thì khách hàng từ chối khách hàng từ chối thì thôi mình cũng nhắn tin em cảm ơn anh lúc khác chúng ta nói chuyện thêm đó thế thì ví dụ như hôm nay là thứ hai mình gửi cái video thứ hai ngày mai mà mình muốn tức là gì ạ à, chia sẻ tiếp với khách hàng thì ngày hai ngày mai là thứ ba chẳng hạn thì mình lại có một cái video của ngày thứ ba đúng không thì mình sẽ nhắn tin cho khách hàng mình chào hỏi buổi sáng đó thí dụ anh nam ơi hôm nay thứ ba em thu chúc anh luôn gia tăng được tài sản nhé mong anh xem video chỉ một phút này để biết thêm phương pháp giữ gìn tài sản ạ à. đó Chúng ta có thể gửi thứ hai một video hoặc thứ ba một video. Hoặc chúng ta không gửi video thứ hai thì chúng ta gửi cái video thứ ba. Tùy theo cái ngày mà mình đang tạo nhu cầu cho khách hàng là ngày thứ mấy thì mình chọn cái video của ngày hôm đó. Đó, vì bộ 7 video nó có đầy đủ thứ hai, thứ ba cho đến chủ nhật. Thì đây chính là cái video của ngày thứ ba. Một số bạn thì có comment là đã có bộ video này rồi. Anh xin nhắc lại là mong các bạn sử dụng thường xuyên sử dụng thường xuyên nó sẽ tạo được hiệu quả nó tạo được thói quen mời các bạn xem video của ngày thứ ba giữ gìn tài sản hôm nay thứ ba bạn sẽ được biết thêm một vai trò khác rất quan trọng của bảo hiểm đó là giữ gìn tài sản nếu bạn đang có một căn nhà sổ đỏ ghi tên bạn thì đó là nhà của bạn nếu bạn đang có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng tài khoản ghi tên bạn thì đó là tiền của bạn. Nếu bạn đang có một chiếc xe hơi, đăng ký ghi tên bạn, thì đó là xe của bạn. Với điều kiện là bạn vẫn còn khỏe mạnh để làm việc tạo ra thu nhập bình thường. Tôi cũng như bạn, chưa chắc chúng ta đã còn gì nếu buộc phải có tiền theo yêu cầu của bác sĩ. Thế nhưng, tất cả tài sản từ nhà đất, tiền vàng, xe hơi sẽ vẫn là của mình và gia đình nếu như có bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo cho những chi phí bất ngờ vì vấn đề sức khỏe. Bảo hiểm nhân thọ giữ gìn tài sản là vì thế. Thì đó chính là video của ngày thứ ba đúng không? Rồi gửi video của ngày thứ ba mà khách hàng xem xong thì mình cũng lại phải hỏi một câu để chốt. Bao giờ cũng thế các anh chị ạ. Thấy khách hàng xem xong mình phải hỏi thử để chốt. Ví dụ mình hỏi anh Nam ơi ngày mai em gặp anh buổi sáng hay buổi chiều để hoàn thiện hồ sơ giải pháp tài chính cho anh ạ đó mình cứ hỏi một câu như vậy đi không sao cả biết đâu khách hàng lại đồng ý và khách hàng bảo thôi mai buổi chiều tới buổi sáng anh bận không gặp được còn nếu khách hàng không đồng ý họ lại từ chối không sao cả việc từ chối là việc của khách hàng còn việc tư vấn để mà giúp khách hàng có bảo hiểm là việc của các anh chị và các bạn đó thế thì chúng ta lại có thể gửi những cái video khác của những cái ngày ví dụ như ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu hay là video của những ngày thứ bảy nữa hoặc là gì ạ sang chủ nhật là một cái ngày rất có ý nghĩa đó là cái ngày mà khách hàng được nghỉ ngơi cái ngày mà người ta hay làm những cái việc liên quan đến những cái công việc thiện nguyện từ thiện nhiều hơn thì cái ngày chủ nhật nó có một cái video rất hay là video à, tạo phúc cho đời thì chủ nhật thí dụ là chủ nhật chúng ta gửi một cái tin nhắn như thế này anh Nam ơi hôm nay là chủ nhật một người tốt như anh sẽ luôn giàu lòng nhân ái. Đó, chúng ta động viên khích lệ khách hàng đã. À, anh Nam ơi, hôm nay là Chủ nhật. Một người tốt như anh sẽ luôn giàu lòng nhân ái. Mong anh dành một phút để xem nốt video của tuần này. Em tin anh sẽ hành động vì tình yêu thương con người để tạo phúc cho đời. Em cảm ơn anh ạ. Thế là mình gửi video của ngày Chủ nhật. Các anh chị xem video này đi sẽ rất hay và các anh chị thấy rằng yêu bảo hiểm nhân thọ hơn rất nhiều. tạo phúc cho đời. Hôm nay Chủ nhật, nhiều người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện vào ngày này bằng cách đến tặng quà cho trẻ em tại nhà tình thương, chăm sóc bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ. Đó là những việc làm rất đáng được trân trọng cổ vũ. Nhưng hôm nay tôi mang đến cho bạn thêm một cách thức rất nhân ái nữa để chia sẻ với người kém may mắn bởi rủi ro, bệnh tật, tai nạn đó chính là tham gia bảo hiểm nhân thọ bằng cách ấy bạn không hề mất gì bởi nếu bạn hên khỏe mạnh thì nhận lại cả tiền gốc cùng lãi để thực hiện các mục tiêu tài chính của mình mà vẫn giúp cho những người gặp bất chắc về sức khỏe về tính mạng được bồi thường một số tiền lớn ngược lại thì bạn sẽ được hỗ trợ tham gia bảo hiểm nhân thọ tạo phúc cho đời là vì thế Thưa các anh chị và các bạn là kết thúc bất cứ một video nào thì cũng phải có một cái thông điệp để thúc đẩy khách hàng để được tư vấn hoạch định giải pháp tài chính bảo hiểm xin mời liên hệ. Ờ, có thông tin của tư vấn viên, có hình ảnh của tư vấn viên. Và tất nhiên xin nhắc các anh chị và các bạn một lần nữa phải chốt hợp đồng bởi vì để thành công phải chốt nhiều lần, phải chốt liên tục. Ví dụ sau cái video của Chủ nhật là tạo phúc cho đời, các anh chị lại gửi cho khách hàng một cái tin nhắn. Anh Nam ơi, một tuần sắp trôi qua, chúc anh luôn khỏe mạnh gia đình luôn bình an, anh quyết định bảo vệ bản thân chăm sóc gia đình và tạo phúc cho đời nhé. Chiều nay mấy giờ em đến gặp anh ạ? À? Đó, chúng ta cứ phải chốt các anh chị ạ. À. Chúng ta bắn một phát có thể trượt. Một phát hầu như trượt, nhưng bắn nhiều phát thì khả năng chúng sẽ tăng lên các anh chị ạ. À. Cho nên những người chốt được hợp đồng nhiều là chẳng qua họ chốt nhiều lần thế thôi các anh chị ạ, à. họ chốt liên tục. Đó thế thì cái bộ 7 video này là cái bộ mới nhất mà một số anh chị có rồi còn đông đảo các anh chị các bạn chưa có thì bảy video này nó sẽ giúp các anh chị là mỗi một ngày sẽ có một cái video phù hợp để mà tạo dựng nhu cầu cho khách hàng từ thứ hai cho đến chủ nhật. Và nếu như chúng ta gửi video cho khách hàng mà khách hàng vẫn tiếp tục từ chối thì không sao cả các anh chị ạ. Cái chuyện này là bình thường, mình đến tư vấn trực tiếp họ còn từ chối cơ mà. Đó. Cho nên mình gửi video cho khách hàng thì cũng không phải là khách hàng nào cũng sẽ đồng ý thì chúng ta làm thế nào? Thứ nhất, với những khách hàng mà vẫn từ chối, thì hãy giữ mối quan hệ thân thiết như bình thường, không có vấn đề gì cả. Cái thứ hai là thi thoảng vẫn nhắn tin, hỏi han, uh, hỏi thăm, động viên và chúc họ những điều tốt đẹp và tìm cơ hội tư vấn tiếp. Và thứ ba, đừng quên rằng còn rất nhiều khách hàng chưa được các anh chị và các bạn tư vấn. Đừng quên điều đó. Chúng ta phải kiên trì nhưng cũng đừng mất quá nhiều thời gian với một khách hàng mà chúng ta cần kiên trì với nghề chứ không phải là mất quá nhiều thời gian với một khách hàng các anh chị ạ. Còn rất nhiều khách hàng khác đang chờ đợi chúng ta. Thế cho nên thưa các anh chị và các bạn, chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực để chúng ta thành công. Và các anh chị các bạn nên kết hợp giữa việc chúng ta tư vấn trực tiếp khi có thể gặp được khách hàng với việc tư vấn trực tuyến online thì chúng ta sẽ gia tăng được cái cơ hội chúng ta tạo được nhu cầu cho khách hàng và chúng ta sẽ có cơ hội để mà tư vấn cho khách hàng nhiều hơn. Việc uh, chia sẻ giải pháp trực tuyến là là gì thì chúng ta biết rồi. Chúng ta có thể dùng FaceTime, chúng ta có thể dùng Zalo, chúng ta có thể dùng những cái video như ngày hôm nay để mà chia sẻ cho khách hàng. Tất cả những cái bộ video thì đều được Bạch Kim sản xuất có bản quyền và đều có hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết thì khi mà các anh chị đặt cái video của các bạn nhân viên bạch kim hôm nay đang online với các anh chị các bạn ấy hoặc là những nhân viên khác cũng được thì bao giờ thì một cái video hay một bộ video cũng có những cái tức là bộ hướng dẫn những cái bản hướng dẫn chi tiết gửi cùng để các anh chị các bạn biết sử dụng nó một cái hiệu quả nhất đó vậy thì các anh chị có thể lựa chọn cái cách nào phù hợp với mình bởi vì cuộc sống là sự lựa chọn có nhiều sự lựa chọn khác nhau các anh chị không dùng video không sao mình vẫn thành công Nhưng thành công nó sẽ vất vả hơn thôi Thành công nó sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi Còn nếu chúng ta dùng những cái công nghệ, những cái công cụ phù hợp Thì chúng ta thành công nó sẽ nhanh hơn, nó nhàn hơn và thành công nhiều hơn Thì anh mong các anh chị là cố gắng hãy chịu khó đọc sách, chịu khó học hỏi Học ai cũng được miễn là người ta có những cái điều mà chúng ta thấy bổ ích, những điều thú vị để để chúng ta học Hãy đọc sách của ai cũng được, không nhất thiết là sách của ai tất nhiên là ăn ăn nói chuyện với anh chị thì ăn phải giới thiệu sách của An là chính. Nhưng mà hiện nay thì cũng có một số uh, anh chị em khác viết sách thì mình chịu khó đọc. Đó, mình chịu khó đọc. Thì mình chịu khó đọc, chịu khó học, chịu khó đầu tư sử dụng công nghệ thì mình sẽ thành công nó nhanh hơn, thành công nó nhiều hơn và thành công nó nhàn nhã hơn các anh chị ạ. Còn không có các anh chị vẫn có thể thành công. Chứ không phải là cứ nhất thiết là phải có. Thế thì mình giống như một người chiến sĩ thôi. Mình ra trận mình có thể chân tay không hoặc mình có thể có vũ khí. Còn tất nhiên có vũ khí thì cái khả năng chiến đấu sẽ tốt hơn. Cho nên các anh chị có thể dùng, có thể không dùng, có thể tự làm, còn cái gì không làm được có thể thuê thợ, có thể mua sẵn nhưng nói đúng hơn các anh chị ạ thì đó là đầu tư. Mình đầu tư bằng tâm huyết, đầu tư bằng thời gian, đầu tư bằng công sức và đầu tư cả tài chính để mình có sách, để mình có công cụ để mình có video. Thì cái bộ 7 video mỗi ngày một video 60 giây được bạch kim cung cấp với một cái giá mà xác định ban đầu gọi là giá gốc đấy là 3 triệu các anh chị ạ là 3 triệu 7 video nhưng mà hiện nay thì Bạch Kim đang ưu đãi cho những cái người đặt cái bộ video này trong giai đoạn đầu tiên vì bộ này nó mới thì đang được ưu đãi sẽ là 50 cho nên là cái bộ 7 video cũng chỉ có giá một triệu rưỡi thôi các anh chị ạ đó nó rất là tiện ích rất là rẻ mình đầu tư một triệu rưỡi 7 video mình có thể dùng cả đời để mình tạo nhu cầu cho khách hàng với từng ngày một thì ăn tin rằng nó cũng sẽ rất là hữu ích rất là hiệu quả thì các anh chị có thể comment để đặt thêm cái bộ 7 video này với các bạn nhân viên Bạch Kim đó càng ngày thì càng khó gặp khách hàng các anh chị ạ thực sự là càng ngày càng cái cơ hội gặp khách hàng càng ngày nó càng khó khăn bởi vì chúng ta có những cái vấn đề tức là gì ạ khoảng cách về địa lý này, hay là khách hàng bận rộn hơn này, hay là thực sự có nhiều khách hàng họ chưa muốn gặp trực tiếp mà họ muốn có một cái gì đó họ tìm hiểu họ xem đã, bao giờ họ thấy có nhu cầu thì họ mới gặp. À, con người hiện nay thì cái cái vấn đề về quyền riêng tư nó càng ngày càng được tức là quan trọng càng ngày càng được đề cao cho nên người ta cũng ít sởi lời ít gặp chúng ta hơn à, và đặc biệt là trong những cái lúc mà thời tiết khắc nghiệt những cái lúc mà gì ạ bệnh dịch hoành hành như thế này thì việc gặp gặp khách hàng nó sẽ rất là khó khăn cho nên là nếu như mà mình không sử dụng công nghệ thì chúng ta sẽ hạn chế đi rất nhiều những cái cơ hội để mà có thể tư vấn cho khách hàng và nói một cái câu có thể vừa đúng vừa vui đó là không có video để tư vấn online thì lấy gì mà nhai các anh chị ạ không có video tư vấn online thì lấy gì mà nhai cho nên là gì ạ các anh chị cần có những cái video có thể mình tự tạo có thể tự làm đó. hoặc có thể chúng ta đặt làm, chúng ta đầu tư, chúng ta cố gắng có những cái phương pháp để mà tư vấn online thêm cho khách hàng và chúng ta cũng phải chịu khó học hỏi, nâng cao kỹ năng tư vấn cá nhân. Các anh chị ạ, à, chịu khó học hỏi, nâng cao kỹ năng tư vấn cá nhân. thì nhân đây an cũng xin thông báo là an sẽ có hai cái buổi tối đào tạo online. an xin thông báo là an có hai buổi tối đào tạo online năm kỹ năng tư vấn bảo hiểm, tạo dựng nhu cầu này, hoạch định tài chính này, hóa giải từ chối này chốt hạ hợp đồng này nâng cao độ lớn à, vào tối 23, vào tối 24 tháng 2 này anh có online trong nhóm kín thì thưa các anh chị cái uh, hai cái buổi đào tạo ở năm kỹ năng này thì trong nhóm kín dành cho các anh chị uh, tức là uh, mua vé để mà học online thì các anh chị uh, muốn biết cái vé học online cái buổi này như thế nào các anh chị cứ liên hệ với các bạn nhân viên bạch kim đang phục vụ các anh chị và các bạn các anh chị các bạn yên tâm đang rất là ưu đãi bởi vì thứ nhất là đầu xuân, cái thứ hai là trong cái thời gian bệnh dịch này, thì anh biết rằng cái thu nhập của chúng ta nó cũng không được tốt như những cái thời điểm khác, cho nên là các anh chị đang được ưu đãi hơn nữa là ăn online như thế này thì cũng bớt được những cái chi phí về đi lại, bớt những cái chi phí về hội trường lớp học đi thì nó sẽ giảm được những cái chi phí cho chúng ta. nên xin nhắc lại là hai cái buổi đào tạo online của an năm kỹ năng tư vấn bảo hiểm bài bản là vào tối 23 và tối 24 thì trong cái hai cái buổi đào tạo này chúng ta sẽ có thêm những cái kỹ năng khác như là hoạch định tài chính, hóa giải từ chối, chốt hạ à hợp đồng, nâng cao độ lớn. Và các anh chị mong các anh chị hiểu rằng là chỉ còn khoảng độ 30 vé, 28 vé học nữa thôi dành cho cả nước. Cho các anh chị nào muốn quan tâm thì các anh chị có thể tức là gì ạ? À, đề nghị các bạn nhân viên Bạch Kim inbox cho mình. À, thưa các anh chị các bạn, cho đến giờ phút này, ăn tin rằng là chúng ta đã có gần 2 tiếng đồng hồ trọn vẹn với nhau và chia sẻ với nhau những điều chúng ta cũng thấy có phần nào bổ ích những điều chúng ta cũng thấy có phần nào cần thiết cho nghề nghiệp của mình để các anh chị các bạn yêu nghề hơn phát triển tốt hơn phục vụ được khách hàng tốt hơn cảm ơn các anh chị đã tham gia với an cảm ơn các anh chị đã đặt sách đặt video và đặt khóa học của an